đêm trăng vàng ta ước mơ duyên đôi mình như sông nước đẹp làm sao cũng trăng trên sông vàng lòng lâng lâng đêm dài cùng trăng sai gió trăng tiếng thơ tiếng nhạc ai ân kia tơ vàng xoa bóng chân mây ngỡ ngàng như tóc em bay in đậm dấu tình ngàn năm đêm trăng vàng ta ước mơ duyên đôi mình như sông đẹp làm sao bóng trăng trên sông vàng lòng lâng lâng đêm dài cùng trăng thăng đẹp làm sao bóng trăng trên sông vàng lòng lâng lâng say tình cùng trăng thăng một bài thơ hay thật là trữ tình lãng mạn và cay đắng nữa chứ. Thơ ông cũng bày đặt thơ với thẩn. Loại chồng anh hùng bất lực như tôi nè, sáng nào cũng súc miệng bằng rượu đế, chỉ còn biết phụ họa chửi đời theo nhà báo nhà văn và thi sĩ, thích khóc mướn thương dai mà thôi. Nè bà với con Hoa hãy nghe tôi đọc đây. Kiếp người một thoáng mây bay, trong sum họp đã có ngày chia tay. Hôm qua tổ ấm vui vầy, hôm nay chiếc bóng khóc bầy con coi. Ra chiều còn lại mình tôi, mỏi chân trong đứng trong ngồi tình xưa. Lòng người sớm nắng chiều mưa, thề xưa hẹn cũ do mưa phai rồi. Nghĩa nhân chót lưỡi đầu môi, còn chăng chỉ chút tình người phôi pha. Chở đời mờ mịt sương xa, ban buồn có giá tỉnh ra thêm buồn. Ra chiều đợi chuyến hoàng hôn, chở theo một mảnh linh hồn chờ trăng. Trăng tàn nguyệt khuyết xa xăm, trời thu vẫn giàn đêm rằm xa xưa. Mặt bố hả bà? Thơ gì mà buồn như cha bẹ chết, như nhà hết gạo. Nín đi ông nội. Như người mộng sắp sang ngang, ra chiều đợi chuyến hoàng hôn, chở theo một mảnh linh hồn chờ trăng. Trăng tàn nguyệt khuyết xa xăm, trời thu vẫn ràng, vẫn ràng đêm rằm xa xưa. Trời ơi là trời, cái hơi gì mặn còn hơn là muối hột nữa. Chỉ cần nghe nửa bài thơ thì con đã biết đó là thơ của cậu Hoài Thu nhà ta rồi. Văn là người, thơ là lòng người. Chỉ có thằng rể tương lai bất hạnh và tài hoa của nhà này mới có những dần thơ đẹp và buồn như thế thôi. Này vậy làm gì nạt tôi? Bóp cổ ông bây giờ à? Thằng thi sĩ Hoài Thu điên khùng đó, thân chưa chết mà đời đã bỏ đi. Tôi cấm ông, cấm
ông gọi nó là rễ tương lai bất hạnh hay là bất cái gì đó. Qua, con hãy vào hối thúc em Nguyệt của con, bảo nó hãy trang điểm nhanh lên, đặng đón người ta. Hai ông chủ tuổi trẻ tài cao sắp đến đây rồi. Thưa má, dường như Nguyệt nó còn bận nấu cháo cho cậu Thu nhà mình rồi mới điềm sáng sau. Ai biểu nó nấu cháo? Sao nó cãi lời tao? Nhà này còn cơm nguội, ai có đói thì ăn, còn nghẹt họng ăn không được thì nhịn đói nhăn răng. Còn cái gì đâu mà có dạy quá trời, lần nào người ta mời cũng phải đợi thiệt là lâu. Mời với thỉnh, đợi với chờ, đi ăn với đi khiêu vũ phải không? Thằng Thu nó đau, sao nó cán nổi cái nồi cơm của bà? Cán ông nổi thì nhịn, nợ đời nợ kiếp gì mà ông lo. Thôi má à, má đừng có nói vậy, lỡ cậu Thu nghe được, cậu ấy buồn tội nghiệp. Tội nghiệp cái gì? Thứ ăn mày bệnh hoạn đó chết đâu chết phất cho rồi. Trời đất ơi, bà ăn nói bà không biết ngượng miệng hả bà? Làm gì ngượng? Bà quên, tôi nhắc cho bà nhớ nè. Nhắc đi. Bà quên là ngày trước bà đã hứa gả con Nguyệt cho nó hồi cha mẹ nó còn sống hay sao? Ông bởi vì cổ lụ sĩ quá, sống đây còn không ra gì hơi đâu tính chuyện hẹn với người chết. Thưa má, con thấy hoàn cảnh của cậu Thu cũng tội nghiệp lắm má à. Không có ai hỏi con. Bà hứa lèo vừa vừa thôi nha bà. Sao? Cử chỉ và lời nói của bà làm cho tôi cảm thấy tôi xấu hổ. Tôi thẹn thùng với lương tâm của tôi quá à. Thẹn thùng thì đi nhậu. Gì mà phải hổ thẹn? Tôi làm gì mà ông hổ thẹn? Làm gì bà biết à? Biết mà biết sao chứ? Thì sao bà biết? Thì tôi có làm gì mà biết? Thì bà biết. Biết sao nữa? Tôi hỏi ông nè. Hỏi đi. Bình tĩnh lại đi. Ông đừng có chào tới chào lui tôi mệt quá. Nó đã mang bệnh thần kinh, không người săn sóc thuốc thang, mình đem về nuôi hao tốn đủ điều. Nào là tiền này tiền nọ, rồi cái tiền kia, chịu sao cho nổi cho khác. Tôi nhớ hồi nào người ta khỏe mạnh, của lắm tiền nhiều. Trời ơi. Bà nhận 1-1, 2-2, xin kết nghĩa xui già. Thôi đi, ai mượn ông nhắc lại những lời nói chơi trong lúc đùa vui. Đùa vui đâu mà bất tử vậy hả bà ơi? Ôi, má ơi, chuyện ngày trước ra sao má cũng nên thương hại ghé mồ côi bình hoàng. Má đùm bọc chở che. Đùm bọc riết rồi rách bọc, thương hại thét rồi quá dài à con. Bà rách cái bọc nào? Trời ơi là trời. Tôi nói cho bà biết nha. Trời ơi. Bà vậy mà bà nói được hả? Sao không được? Sao bà không nhớ? Nhớ gì nữa? Cha mẹ của nó đã từng gì? Từng lỡ dạy giúp đỡ và cho mình mượn những món tiền mà chưa hề trả. Thôi, dẹp cái lý sự khôn nhà dạy chợ của ông đi. Tôi cứ đợi. Trời ơi, ông không phải chồng tôi, nãy giờ tôi bóp cổ ông chết rồi. Đâu, Vũ gì? Vũ nữ. Trời ơi, mày thấy chưa quá. Đừng quên nha, đừng quên số phận của những con người thực lộc chi thê. Ăn nhiều không sao chứ nói nhiều coi chừng ngang. Coi chừng cái gì? Coi chừng trúng. Trúng cái gì? Trúng gió độc bây giờ đó. Còn con Qua nữa, làm ơn vô kêu con Nguyệt mau lên giùm chút đi. Chọn chồng cho chị em bay chứ không phải chọn chồng cho tao. Nghe rõ chưa? Đồ quan hài. Chân trong đơn, trong ngồi tình xưa, lòng người sớm nắng chiều mưa, thề xưa hẹn cũ, gió mưa phai rồi. Ga chiều đợi chiến hoàng hôn, chờ theo một màn
linh hồn chờ trăng. Trăng tàn, nguyệt tuyết xa xăm, trời thua vẫn sang. Đêm rằm xa xưa. Ai phổ nhạc cho bài thơ của anh mà hay quá vậy? Nguyệt đó hả? Mấy lời thơ tầm thường đó thì có nhạc sĩ nào biết công phổ nhạc chứ. Buồn quá, không biết gì làm nên tôi mới ứng khẩu những giai điệu du dơ như vậy mà. Nhưng hay lắm, em thích lắm anh Thu à. Nguyệt có thích thì tôi cũng đã quên rồi. Tôi không thể nào hát lại một lần nữa. Nhưng rồi anh sẽ hát nó bằng những giai điệu khác, có thể vui hơn và có nhiều sức sống hơn. Em tin như vậy mà. Nguyệt đừng có an ủi tôi nữa. Em nói thật. Gì của em nói thật hơn Nguyệt à? Tôi chỉ là một kẻ nửa điên nửa tỉnh. Tôi chỉ là gánh nặng cho những người thân. Thơ của tôi chỉ là bụi cát của mộ phần. Chờ chốn liễm kiếp phong trần trôi nổi. Tôi bây giờ khác chi những cơn gió sang thu. Hắc hiu mang mát một nỗi buồn. Như chiếc lá lìa cành rơi rơi, như mây giăng xám khung trời. Chỉ gieo sầu gieo thảm cho thế nhân, tạo phiền chua xót cho người thân. Làm ứa lệ những ân tình, làm u ám những bình minh. Anh đừng để cho lòng tuyệt vọng ê chề, làm tâm hồn anh rỉ máu đau thương. Đời anh dù cho lắm đoạn trường, cũng đừng đánh mất niềm tin. Tôi tin ai đây giữa cuộc đời ô trọc. Người thủy chung thì chẳng có quy quyền, kẻ quyền quý thì coi trọng bạc tiền. Mong giết chết những hồn thơ. Cuộc sống không có ảm đạm như anh nghĩ về đâu. Bệnh của anh đã chữa khỏi, anh lại tiếp tục làm thơ. Rồi anh sẽ có cuộc đời riêng của anh. Dù đậm bạc nhưng nó vẫn là của anh. Nó vẫn đẹp tươi và đầy sức sống như những bông hoa này nè. Sao hôm nay Nguyệt lại tặng hoa cho tôi? Vì hôm nay là ngày sinh của một nhân tài. Hãy nhận cho em vui. Nhân tài à? Anh đừng tự ti như vậy. Hoàn cảnh đã xô đẩy anh vào bế tắc. Anh đừng tiếp tay với hoàn cảnh để biến nó thành định mệnh của đời anh. Để cho em được giữ gìn trong em thề ước xưa, vẹn chữ chung tình của hai đứa mình. Dù cho bão táp phong ba, tình xưa vẫn đẹp, vẫn nồng hương yêu thủy chung. Bọt bèo thân anh nên mơ ước không thành.
mảnh trăng thu dời dời sáng trong luôn gửi cho đời những lời thơ ý nhạc. Thì anh lại là những áng mây đen mịt mờ u ám làm quen ngố dần trắng khi gió lạnh giao mùa. Thì em đâu thể cùng liệu biết khổ thu lơi là cợt đùa, khác nào em tự giết đi cả một thời qua mộng khi cô giữ một ân tình dỗ vọng lắm đau thương. Xin hãy để cho anh làm ngọn gió tha phương bay tam hướng rồi tan đi trong lặng lẽ. Đừng đợi anh như đợi con tàu quay trở lại, đừng để đời em hoang vắng tờ ga chiều. Làm sao quên những câu thề, làm sao xóa mờ kỷ niệm khi tình anh ghi khắc trong lòng. Yêu anh ngàn năm vẫn đợi, con tàu đi chúng xa xôi ga chiều luôn ngóng trông. Được gì đâu mà mỏi mòn trong ngóng, vui gì đâu mà ghi khắc một tình yêu. Đời anh bờ bến quạnh hiu, còn thương còn nhớ là chắc chiêu hận sầu. Nếu chịu sầu em cam lòng không hận, nếu yêu em anh đừng vướng bận chuyện riêng em. Hãy giữ niềm tin là cho em thêm sức mạnh, cùng bước giữa đời dù bão tố phong ba. Anh không muốn biến mình thành một con người ích kỷ, vì nếu nghe lời của dì Sáu thì cuộc đời em sẽ hạnh phúc và sung sướng hơn trong cảnh giàu sang. Đó không phải là những thứ em cần. Nếu trong đó không có anh, đối với em anh là tất cả. Không phải em tự ép mình tới buộc ràng lời hứa hôn năm đó, mà bởi vì em yêu anh. Nguyệt, đừng nói gì thêm về chuyện đó. Hãy vui với niềm vui riêng của hai ta. Anh à, anh hãy cầu nguyện đi. Anh biết cầu nguyện gì bây giờ? Trước hết ha, là anh cầu nguyện cho anh luôn khỏe mạnh để làm những dần thơ đẹp tặng cho đời. Vậy em cầu nguyện chung với anh đi. Cũng được, em sẽ cầu nguyện cho anh. Trời ơi, chú làm gì vậy? Dạ, con chào gì? Tao chào mày. Khỏi chào. Mày quá lắm rồi ha. Dám xúi dục con Nguyệt niệm bùa niệm chú để nguyền rủa tao phải không? Trù ẻo tao phải không? Mày lộng lắm rồi. Dì ơi, không phải như vậy đâu dì. Nín mất. Chính tai tao nghe, chính mắt tao thấy mà. Theo chính mắt tao thấy nè, ngồi thừ lừ đây giống như là ông địa vậy. Không thấy sao mà còn chối nữa hả? Cha già Sáu đâu rồi? Cha già Sáu? Cha già Sáu? Chuyện gì? Ta biểu coi. Cái gì? Trời ơi. Gì táp bà? Táp cái đầu của ông á. Cái gì? Ông ra mà ông coi cái thằng rể yêu quý của ông, thằng rể nhà thơ khùng điên ba trận. Tôi có tội lỗi gì đâu mà nó lại thù ghét tôi. Nó trốn ra đây, nó sầm thì cùng con Nguyệt.
hai đứa nó thông đồng với nhau niệm bùa chú để hại tôi. Chú à, chú chưa hỏi kỹ càng mà quy tội cho chúng con. Chúng con đang nguyện cầu chứ có bùa chú gì đâu. Mày yêu nó si mê nên mày đã quá thầm ngu muội, rồi lại còn tiếp tay để mà hại đời tao. Trời ơi, cái tật của bà hãy đụng tới là bà hãy lắc bà la. Trời ơi, cái chuyện động trời nha mà tôi la không được sao ông? Tôi thấy có gì đâu mà bà cứ la hét rồi bèn. Thì để quý của ông á mà ông không binh nó sao được. Dạ thưa dì, quá tình chúng còn có nguyện rủa gì đâu. Nguyệt ra tìm con và chúng con cùng chắp tay cầu nguyện. Dì hiểu lầm thôi, tính để con trình bày cớ sự. Thôi khỏi, khỏi trình khỏi bài cho mệt hơi. Ông làm ơn ông xử giùm tôi đi. Tôi có biết gì đâu mà kêu tôi xử. Hai đứa nó chuột bùa chuột ngải về trù ép tôi kìa. Bùa ngải đâu? Trời ơi, không có bùa ngải gì hết á, mà chỉ có cái bánh này thôi hả? Bánh gì đây? Dạ, đó là cái bánh sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh của con nên Nguyệt mua bánh tặng cho con, và chúng con cùng chắp tay cầu nguyện cho con mau lành bệnh. Chỉ vậy thôi, chứ đâu có bùa chú gì đâu Dượng. Đó, bà nghe chưa? Rồi bây giờ bà biết tôi xử sao đây hả? Sao? Thì tại tôi giận, giận quá nên mất bình tĩnh. Giận quá mất khôn, mất bình tĩnh nên nè, ăn nói hồ đồ phải không? Nè, đừng có kiếm chuyện rồi là lên mặt với tôi và nghe nha. Rồi sao? Rồi sao? Nhưng mà ai làm cái gì mà cho bà giận mà bà nói vậy hả? Thì con Nguyệt nè chứ ai. Tôi hẹn cậu Phương với cậu Thanh cho hai chị em nó đi chơi với người ta. Người ta đợi nó mỏi cổ mà nó trốn ra đây, rồi nó bày trò sinh nhật rồi bết đê rồi. Trời ơi mệt quá. Trời đất ơi, sinh nhật chứ thằng này, nhà thơ cây cao bóng mát này đây. Hỏi làm sao tôi không giận cho được. Trời ơi, con đã từ chối không đi rồi mà ai biết họ đợi chứ. Người hẹn là tao chứ đâu phải là mày đâu mà mày từ chối. Bà hẹn á thì bà vô bà thay đồ bà đi chơi với nó đi. Thì sao bắt con Nguyệt nó đi hả? Mình cho phép em đi phải không mình? Mà đi tôi quýnh bà mềm xương luôn á. Hey, nếu tôi đi được thì không cần ông xúi. Tôi là người lớn mà, tôi giữ thủy chung với ông mà. Phải không? Vậy mà ông còn muốn nói gì nữa hả? Nói vậy mà dòm ngay mặt tôi đây nè. Bây giờ không dòm đó. Bây giờ mặt ông là tôi muốn dòm ngay mặt ông rồi. Tôi hứa mà con tôi nó không có giữ lời thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa chứ. Ông không sợ hai cậu đó đánh giá tôi với ông là những người mất lịch sự, không có uy tín và không biết dạy con sớm. Ôi trời ơi, bà sợ người ta quánh cái nhân phẩm bà mấy hả? Chứ sao? Đánh giá bà thì được, chứ đánh giá tôi hả? Tôi nổi ồn, tôi lấy cái bánh kem mà tôi quánh vô mặt á, đừng có nói à. Trời ơi, nói thiệt không? Thiệt. Nói thiệt chứ đừng nói chơi nghe. Thiệt à? Thiệt vậy đó hả? Thử đánh vô mặt tôi thử coi. Đó bà nói nha. Sợ ai? Trời ơi, nói chơi mới làm thiệt à. Trời ơi, ngọt quá. Ê, bánh này mua đâu ngon quá. Ai biết? Đồ năm tắc, đứng lại đó cho. Ngu hoa đứng. Cho về tao. Đồ con nặc nô. Trời ơi, nó còn dám nói tôi nặc nô nữa, đứng lại. Bỏ người ta. Đứng lại cho. Bỏ người ta mà bánh với tôi. Thôi, đứng lại. Thank you.
ai đó. Em nè, Quý nè, anh đừng có la lớn, má em nghe được là chết em đó. Dì Dương đi ăn dỗ ở xóm trên rồi, không có ở nhà đâu mà em sợ. Làm leo hàng rào mệt muốn chết à. Hai ngày nay em không có về nhà, sợ bà gặp em bà giật cho một trận là thúi đời trai á. Trời nóng nực quá trời quá đất à, tới chó nó còn điên chứ đừng nói tới người ta. Đi, em lỡ lời, em xin lỗi anh nghe anh Thu. Anh không giận em đâu. Anh Thu nè, sao bữa nay mặt anh bơ phờ quá vậy, đôi mắt đờ đẫn, bộ anh không khỏe hả anh Thu? Anh hơi choáng váng một chút, chắc tại trời nóng đó. Không sao đâu, em đừng lo. Còn em, đã 16, 17 tuổi rồi, sao không lo ăn học với người ta mà cứ tối ngày lêu lỏng ở ngoài đường không vậy? Em cũng muốn học lắm chứ, nhưng mà học hoài học không có vô. Năm nào cũng ở lại lớp học chung với tụi nít nhỏ, quê thấy mồ. Em mà không nghỉ trước á thì có ngày người ta cũng đuổi à. Còn nhỏ mà không học thì lớn lên sẽ không làm được gì hết. Em đừng ham chơi và cố gắng tập trung cho chuyện học thì sẽ học được thôi mà. Bộ anh không thấy nhà em sao mà anh nói vậy? Ba má em thì như mặt trời mặt trăng vậy á, đi thì thôi mà hễ về nhà thì như cái chợ chòm hôm. Mặt bà la, mặt ông cứ gào. Có bữa ông bà bị nổi máu trương phi, cầm mát cầm dao sượt nhau chạy vòng vòng. Thế mới vắng nhà thì ba gầy ngái sòng nhậu, còn ba đi sớm á thì má triệu tập sòng bài. Năm nọ tháng kia cứ tiếp nối vậy hoài à. Có trẻ cái đầu em ra nhét bài học cũng không vô. Trong nhà này em thật là tội nghiệp, không ai nghĩ đến tương lai của em sau này. Cuộc sống mà như đang chịu kiếp lưu đài, tránh sao con mình nó không hư hỏng bê tha. Ủa, bộ chị Nguyệt với chị Hoa không có ở nhà sao mà có bộ vắng que vậy anh Thu? Sáng nay có hai anh chàng con nhà giàu đem xe tới chở hai chị của em đi chơi rồi. Sướng quá, hai chị thì lúc nào cũng được ba má cưng, có nhiều tiền xài, được ăn mặc đẹp, đi chơi thì bằng xe hơi. Có ai như em vậy? Hai chị của em cũng không sung sướng gì đâu Quý à. Nói thì nói vậy chứ em hiểu chứ bộ. Hai chị đâu có muốn đi chơi với mấy anh chàng con nhà giàu kênh kiệu đó đâu. Nhất là chị Nguyệt, có lần về tới cổng thấy chiếc xe hơi đậu ở ngoài á, em mới leo rào chui cửa sau vô lục cơm nguội ăn cho đỡ đói. Em nghe tiếng hối thúc của má em ngoài nhà ngoài. Còn chị Nguyệt á thì chỉ ngồi trong buồng cầm khăn lau nước mắt. Em hỏi, ủa sao mà chị buồn chị khóc vậy? Chị lắc đầu nghèn nghẹn nói, Quý ơi em còn nhỏ lắm, đừng hỏi làm chi những chuyện trái ngang của thế thái nhân. Rồi chị lau nước mắt, thoa lại phấn son trước khi bước ra ngoài. Em muốn nói với chị một lời an ủi, nhưng em sợ làm cho chị khóc, rồi em cũng khóc theo. Nghĩ tới hai chị, em buồn. Nghĩ tới em, thì em chán, nên suốt ngày em cứ ngồi lì ở ngoài quán. Ai cũng hỏi sao mày có nhà có cửa có mẹ có cha mà cứ lang thang như đám bụi đời. Còn cha còn mẹ
lại sống trong một gia đình khá giả, hoàn cảnh rất dễ tạo cho người ta được hạnh phúc. Vậy mà cuộc đời của những đứa con trong căn nhà này luôn gặp điều bất hạnh. Nhiều lúc em muốn bỏ đi luôn cho rồi, nhưng em không biết đi đâu, ở đâu nữa. Rủi đói quá, nghe lời xúi giục của người xấu, đi làm ăn cướp thì còn khổ nữa. Quý ơi, có những lúc trong cuộc đời người ta muốn khuyên ai đó một điều đơn giản nhất cũng không thể nào nói được. Cũng như anh hiện nay, anh không biết phải nói gì trước mặt một đứa em tội nghiệp. Chỉ biết rằng anh với em đều phải sống khi đã trót mang ân nợ của cuộc đời. Chỉ trừ những lúc anh nổi cơn điên, chứ lúc anh tỉnh, em thích ở gần anh lắm. Thích đọc thơ anh dù em không hiểu hết thế thái nhân tình trong câu chữ sâu xa. Vậy lúc nào anh khỏe, anh sẽ đọc cho em nghe những bài thơ của anh và giải thích cho em hiểu. Chịu không? À, anh muốn dụ em để em ở nhà đừng có đi rong ở ngoài đường nữa, phải không? Nếu thật như vậy, bộ không tốt sao? Không phải không tốt, nhưng mà... Anh Thu! Anh sao vậy anh Thu? Anh Thu! Trời ơi! Anh đừng có làm em sợ nha anh Thu! Anh Thu! Mày... Thu! Có ai nhà không? Có ai nhà không? Anh Thu bị điên nè! Ai điên? Mày nói ai điên? Anh mày điên, chị mày điên, ba mày điên, má mày điên, còn tao không có điên. Ê, đừng có xé áo xé quần. Trời ơi, có kỳ lắm. Rồi, rách mẹ nó rồi. Xé áo xé quần ai? Xé áo xé quần mày hả? Ừ, được được, vui lắm á, để tao xé cho nghe không. Trời đất. Lại đây, tao xé cho mau lên. Không lại đây là tao rượt, tao đè, tao xé. Chết tôi. Lại đây. Cứu tôi. Bơ người ta cứu tôi. Cứu tôi, bơ người ta cứu tôi, lại lên. Cứu tôi ơi. Bà con ơi, cứu tôi ơi. Xuống đây, leo lên đó té cho coi. Tao lấy cây tao thọt mày rụng như là trái mít vậy đó. Chết mẹ tôi rồi. Trời ơi, anh có sao anh Thu? Anh Thu! Nguyệt à, Nguyệt. Dạ. Dạ chú kêu con. Làm cái gì trong đó mà kêu hoài không thấy vậy? À, dạ con nấu cháo cho anh Thu ảnh ăn chú à. Nó đâu phải là cha trong nhà này mà phải lo hầu hạ nó. Ảnh đi trở bệnh mà chú. Chú kêu con để hối con lo son phấn lẹ lẹ đặng đi đi. Nín đi cha già làm giặc. Ông đừng có nhấn mạnh cái chữ đó nghe. Chữ đi đó nghe. Chữ đi đó là tôi ghét lắm nghe. Đi ăn đi dạo mát bằng xe hơi chứ bộ. Chứ bộ là đi Thì chứ tôi nói gì đâu. Tôi nói đi đi. Đi đâu? Sao là sao? Không ai động tới ông mà kiếm chuyện hoài vậy à. Năm này tháng kia ở không rồi uống cho tràn cái bản họng mà không vừa lòng hay sao vậy? Thôi mà má, mà là lớn lối xóm người ta nghe rồi. Nghe thì nghe, bực quá rồi. Tôi làm gì đâu bực. Thấy không, thấy không, thấy không? Gì cũng tại con Nguyệt hết á. Cái việc cơm cháo đã có chị hai chỉ lo rồi, em còn nhúng tay vô đây làm chi nữa không biết nữa. Chị không có hiểu,
Em muốn chín tay em săn sóc cho anh ấy mà. Chín tay với mười tay, cái thứ ăn bám ở nhờ mà cũng cần có kẻ hầu người hạ nữa là sao? Là sao? Vú, còn lại vú mà, xin vú đừng có nói như vậy, lỡ anh ấy nghe được anh ấy chết á. Chết đi thì cúng con gà. Cái thứ cuồng tâm loạn trí đó mà chết đi thì khiến cô mới nổi. Thôi, Nguyệt vào trong trang điểm và thay đồ đi, kẻo bả la lên bây giờ đó. Ở vô thay đồ đi con, kẻo xe hơi quay kỳ tới đây chờ riết là mỏi bánh à. Vú à, nếu con có làm gì vú không được vừa lòng thì xin vú hãy rầy mắng hoặc đánh đập con đi để con sửa lỗi. Chứ con xin vú đừng réo gọi tên anh mà ruộng nguyện với lời lẽ chua cay. Với anh ấy ngày nay không cửa không nhà, không mẹ không cha, cũng không thân thuộc bà con, lại phải đeo mang vào người bệnh tật, tuổi phận thương thân đau khổ đã nhiều, xin vú đừng nặng nhẹ lắm đi. Thôi thôi, tôi xin lỗi đó, vừa ý chưa? Từ đây tôi không dám hở môi chạm tới ông thi sĩ của nhà này, làm cho cô phải đau lòng. Hoàn cảnh của anh Thu thật là tội nghiệp, có gì mà bỏ qua cho. Đó, đồng minh nhiều quá mà, một mình tôi làm sao dám cãi, làm sao dám xúc phạm tới ông thi sĩ dở điên dở dại của mấy người. Cái này mới ngộ à. Gì ngộ? Sao tự nhiên rủa người ta à? Chứ cái thứ mang bệnh tâm thần đó thì sống sao nổi. Không té sông té biển thì có ngày nó cũng tự cắt họng đó. Trời đất ơi, làm gì trời dữ vậy? Thứ gì đâu mà thứ gì sao? Nín. Má nói gì nghe ghê gớm quá vậy. Ghê sao được, cái thứ loạn trí điên cuồng. Vú, con lại vú, xin vú nói nhỏ nhỏ giùm con, anh ấy chỉ mới vừa thiếp đi có một chút à. Thiếp chút hay ngủ luôn mặt nó. Nhà tôi làm sao không cho tôi nói gì? Không sao không cho tôi nói lớn. Trời ơi, thiệt là khổ cho con mà. Dượng ơi, con phải làm gì bây giờ? Cô làm gì vậy? Làm gì kỳ vậy? Ai đánh đập ức hiếp gì cô mà cô cầu cứu với Dượng với khỉ? Mà nói ai khỉ? Chẳng tin chứ không phải khỉ đâu ai nha. Bà má thiệt à, chuyện gì đâu cũng cãi nhau hoài à. Hết rồi, con không muốn ở cái nhà này một giây một phút nào hết á. Con đừng có lo, má lâu lâu má nhịn ổng câu chứ để má nói lớn hoài nó chai con, để má nhịn. Ừ, biết vậy hay. Dạ, dạ thưa mình. Dạ, mình muốn nói gì nói đi mình. Ba biết mà, con cũng là một thứ yêu đời vui vẻ trẻ trung thôi, sống khép mình an phận chi, trong khi nhiều người mời đi ăn đi dạo mát đi Đà Lạt Vũng Tàu đi múc chỉ cà tha. Con khỏi cần bỏ tiền mua sắm, cũng có nữ trang đeo đầy mình, cũng có áo quần đủ màu tươi thắm. Thưa ba, trong nhà này ba thường tự xưng ba là một anh hùng xa cơ thân thế, thì con nào có khác gì cũng là cô gái yêu mềm nhỏ bé. Nè, trước khi muốn dạy đời và giảng moral ha, thì ông nên nhớ rằng tâm sự cũng do con già này. Nè, nào là tiền chợ, tiền nước, tiền đèn, tiền người ở, xe cộ phấn son, lại còn thêm tiền thuốc, tiền thang nữa chứ ông. Con hiểu vú đã cơ cực trăm chiều, vất vả bao điều xuôi ngược bao năm. Cô nói là cô hiểu tôi. Cô hiểu tôi bằng cách cãi lại tôi phải không? Cô cãi lại tôi là để đền cho trọn cái ơn mà tôi đã vì cô không quản bao khó nhọc. Tôi đã cực khổ nuôi cô từ hồi cô chưa đầy tháng tới bây
hồi thằng cha cô nó bị bắt giam vì tội ăn cướp giết người, và mẹ cô chết dần mòn vì sầu tôi. Tôi đã tốn không biết bao nhiêu thì giờ tìm bạc để tạo cơ hội cho cô quen với người ta. Vậy mà mỗi lần người ta mời đi đâu thì cô cũng đợi ép đợi la, và trưng ra cái mặt như là đưa đám vậy. Cô làm cho thiên hạ gần xa họ chỉ nghĩ rằng tôi ép buộc cô vì tôi hám của mấy tiền. Nhưng căn nhà này, hễ người đàn ông này đi thì có người đàn ông khác đến. Sao vú không sợ giùm cho chị em cô mang tiếng gái phong lưu chứ? Người ta giàu sang địa vị, người ta tới đây là vinh dự chứ mang tiếng mang tay cái gì. Ôi, cái thằng Giang Manh nó đâu có vẽ cái bản chữ đeo trước ngực giới thiệu sản phẩm cho bà biết làm sao bà ơi. Con nít đi đồ cái thứ. Thứ gì? Thứ nhà già làm giặt. Má, má ơi, nhà mình đâu đến nỗi nghèo hèn tung thiếu. Chúng con đều có thể làm việc phụ giúp má một tay. Má muốn cho chúng con có một tương lai với hạnh phúc lúa là nhung gấm. Nhưng má quên rằng trong tận cùng sâu thẳm, chúng con vẫn còn những rung động thiêng liêng. Đó là tình yêu, là ước mong lứa đôi mà chỉ có được từ hai tâm hồn tư nguyên. Đâu phải chỉ cần có bạc tiền sang cả là sẽ có niềm vui và hạnh phúc trọn đời. Tình cho không biếu không, chết bùm bùm chết. Ai mà mua bán ân tình, bùm chết bùm. Thôi đi ông nội, tôi bùm cho ông một hơi bây giờ à. Súng đâu mà bùm? Có. Thích thì chịu. Trời ơi, tôi nhịn ông nhiều lắm rồi. Cứ kiếm chuyện hoài à. Cho không biếu không giống như thằng thọ đầu hói đó hả? Muốn có tiền nên về nói láo với cô ba dựng ba là bán chiếc xe này rồi mua chiếc xe khác đặng nó ăn lời, ăn tiền cò, rồi đem vô cho không biếu không mấy con nhỏ mà bị ôm đó hả? Bắt trước nó đi. Phải rồi, thằng thọ đầu hói là bạn thân của ông mà. Ôi, thứ nơi thìm ta vậy kêu đầu hói. Chứ vậy không hói thì sao hói nữa? Cái đầu của nó bị cọp liêm. Trời ơi là trời. Mà thôi, không có nói chuyện với bà nữa. Nói gì thì nói cũng phải đi. Con Nguyệt, vô trang điểm đi trễ rồi con. Để lát mà bà đứng đây bà nổi tam bành lục tặc lên không ai chịu nổi hết à. Trang điểm chứ bộ bôi lọ lên mặt hay sao khóc vậy? Thưa vua, vua biểu con cười thì làm sao con cười được? Trong khi con điểm phấn tô son đợi người ta suốt đi nơi này nơi nọ thì anh ấy một bóng một thân trên giường bệnh lạnh lẽo chiếu chăn, chứng mắt sầu cô độc nhìn quanh, gương nhìn mệt mỏi từng giờ từng phút héo hon, tìm kiếm bóng hình con như một tín đồ sùng đạo chờ hiện ra hình bóng nữ thần khi lòng mơ nẻo thoát trần. Nhà mình đã buồn vì câu thú đau, tại sao Nguyệt chẳng vui lên để xóa tan không khí nặng nề đang chìm trong phiền muộn ê chề. Chị ơi em muốn cười nhưng cổ nghẹn, muốn vui mà nước mắt cứ thầm rơi. Kìa, ô kìa kìa, người ta tới rồi kìa. Hai đứa làm ơn vô trang điểm mau mau giùm tôi chút đi. Rồi ông thần men nữa, làm ơn biến, bấm nút biến giùm với chai rượu cho tôi nhờ đi ông.
con qua cũng đi luôn đi. Con ở đây đừng có cãi tôi mà, hãy tỏ ra không cần người ta để treo giá, để treo cho nó cao chút xíu mà. Đi đi. Dạ chào bác. Dạ chào bác. Hai cậu thiệt là đúng hẹn á. Dạ trễ hết 1 phút 3 giây đó bác à. Vì sợ hai cô đợi nên anh Thanh anh lái xe rượt tử thần chạy mất vía. Vậy à? À mời hai cậu ngồi. Hai à, khui lon bia coi. Dạ xin bác cho cháu ly nước mát. Cái gì mà nước mát, nam vô tử như kỳ vô phong mà. Cậu hãy uống với mình cho vui coi. Cậu Thanh nói phải á, anh em đi đâu cũng có nhau mà chia rẽ coi sao được. Đây uống đi hai cậu. Dạ mời bác uống với hai cháu cho nó vui. Hai anh em cứ tự nhiên, bác mới vừa ăn một trái bơm và hơn nửa ký nho. Sao ông chủ đại khách sạn khai trương thắng lợi chứ? Dạ nhờ trời nên khách khứa đông lắm, nhưng sự thành công đó giao với cậu Phương đây, cũng là nhà khoa học tương lai. Dạ trân trọng mời bác, cô Nguyệt, cô Hoa cùng đi nghỉ mát ở trên Đà Lạt để thay đổi không khí chừng vài ba hôm bác à. Vậy à, nếu có đi thì hai đứa nó đi thôi, chứ bác thì công chuyện nhiều lắm hai cháu ơi. Nhà không có bác thì nó rối như mớ bồng bông vậy á. Theo cháu thì bác nên thu xếp công việc để cùng đi chơi với tụi cháu vài ngày. Bác cũng muốn đi lắm, nhưng hai cháu hiểu cho, chuyện buôn bán lớn lao không giao cho ai được. Lại nữa bác còn chờ xong cái đám cưới của người quen đặng bác lấy lại mấy chiếc nhẫn hột xoàn. Tụi cháu thật là không vui ở trong bụng vì chuyến đi xa nào cũng không được bác đi cùng. Hai cháu cứ tự nhiên đừng có lo lắng ngại ngùng, không được chuyến này thì chuyến khác có sao đâu. Dạ thưa bác, hay là... Sao cháu? Hay là hai cháu cùng đợi bác đến sau ngày cưới rồi đi vậy? Dạ chị tiện ha bác à. Chi cho nó phiền lắm vậy, mấy anh em đi cũng vui lắm rồi mà. Như mấy lần trước đó sao? Cháu Phương lúc này thì không có bận việc gì sao? Dạ lúc này cháu cũng hơi rảnh, nhờ ba cháu có mướn thêm người thân tín để coi sóc sở cà phê. Chà, ông nhà có bộ thương cháu dữ à nghe cháu Phương. Thôi hai cháu uống nước đi, để bác vô bác hối hai đứa nó trang điểm cho lẹ một chút. Ôi đàn bà con gái vậy đó hai cháu ơi, miễn mình đẹp thì thôi à, ai có chờ nóng ruột mặt ai à. Chờ một chút nghe hai cháu. Dạ không sao đâu bác. Thấy chưa, chị hai. Dương ba. Dạ chào bà. Ai đây? Dạ đây là cháu Tiền, học trò của tôi đó chị. Học trò của Dương đó hả? Hèn chi, giống nhau y hệt. Ông nào ông nấy khăn đóng áo dài y như cái bảo tàng gì không biết đi. Ngồi chơi đi, để tôi kêu sắp nhỏ lấy nước uống. Khỏi chị hai, xin phép chị tôi ra nhà sau thăm Thu một chút. Tiền. Dạ. Ngồi đây chơi đợi tôi nghe. Dạ. Có ông em rể khỏi cần giới thiệu cũng biết là thầy. Thầy hốt thuốc nam. Ông bước ngang qua là nghe phản phất cái mùi cao đơn quần tán. Phàm nhân bẩm sinh khí chi cơ, giai bản thử âm dương nhị khí, nhược chỉ khí, quyết tạng phủ hàn, nhiệt di ngôn, thử đặc hậu thiên hữu hình chi âm dương nhị. Nói gì ạ? Dạ bà nói gì? Tôi hỏi chú nói gì ạ? Dạ có nói gì đâu. Dạ cháu đang đọc sách thuốc. Dạ thuốc nam. Ra nhà sau chơi đi. Dạ cảm ơn bà, tôi ở đây được. Đồ khùng điên gì đâu. Nhược chỉ khí, quyết tạng
phủ hàng nhiệt nghi ngôn thử đặt hậu thiên. Nè, chú có bệnh gì không? Dạ thưa bà, tôi học nghề thuốc nam nên lúc nào cũng có bên mình tôi những danh y dược thao. Thì có bệnh nào nó nhập được vào tôi, bà đừng nên lo lắng làm gì. Nè bà thấy không, đây là cỏ mực nè, đây là rễ chanh, dây chùm bao nè, còn đây là rau tía. Thôi tía, cái dẹp hết giùm tôi đi tía. Thầy với trò sao mà giống hệt như nhau? Quê một cục, nói giọng cao cầu, muốn hát Sơn Đông hả? Mời đi ra ngoài đường kìa. Nhưng mà bà ơi, thầy tôi ổng dặn rằng tôi phải có mặt ở đây. Trời ơi, thiệt là tức mình quá mà trời ơi. Trời ơi, Dượng ba ơi, tôi mời Dượng ra đây. Tôi hỏi Dượng, Dượng muốn gì mà Dượng dẫn cái thứ Trời ơi, dẫn cái thứ này vô nhà tôi vậy hả? Trời ơi. Chú Tiền à. Dạ. Chú về trước đi rồi tôi về sau. Khoan đã, ông thầy non đó ở lại cho tôi nói chuyện. Tôi cũng có chuyện muốn nói với chị. Chuyện của tôi với chị mới là quan trọng. Còn chuyện chú Tiền làm chị bực mình chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chú Tiền về trước đi, để tôi nói chuyện phải trái với bà chị vợ của tôi một chút. Dạ thưa thầy con về. Dạ thưa bà con về. Không dám à. Ma quỷ gì đâu không à. Còn Dượng nữa, muốn kiếm chuyện gì với tôi nữa đây? Sao Dượng nhiều chuyện quá vậy hả? Đừng nóng chị hai à. Thằng em rể của chị, nó chỉ muốn chị đừng bắt buộc con của nó là con Nguyệt đi chơi với cậu này cậu kia như một cô đào hát dạo, lúc nào cũng cần có xe hơi để đưa trước đón sau. Nè, Dượng có quyền chi mà vàng ràng can thiệp khi nó đã là con tôi theo giấy tờ khai sinh. Chị hai à, không phải tôi đến đây để giành quyền làm mẹ làm cha, mà chỉ mong chị tranh dùm cho cháu cảnh xót xa. Tôi đã sống một đời vinh giang không cần ai dạy, thì trong việc chọn rể cao sang cũng chẳng cần ai khuyên. Dưỡng là thằng cha mất quyền, còn bị con quán con khinh. Thôi thì Dượng hãy trở về, chế thuốc tan thuốc tiêu. Có phải để chị dùng thế nhân cái định phỉ nghĩa phỉ nhân? Chị hai à, tôi nực cái cười thấy người ta chửi sự thật. Kẻ trọn tình trọn nghĩa chỉ bảo là ăn cướp sát nhân, còn người bỏ chồng theo trai chị nói là trung trinh tiết liệt. Tôi thách Dượng á, hãy quỳ dưới chân nó mà kể đầu đuôi tự sự, coi nó tin lời ai và nghe lời dạy bảo của ai. Tôi không cần nó hiểu tôi chị hai à, cũng như nó không cần phải hiểu chuyện mẹ nó giao nó cho người gì để đi theo trai, trong khi nó chỉ mới có một tuổi đầu và cha nó vừa mới vào tù một tháng. Đã thế thì Dượng còn lân la lui tới nhà này làm chi nữa? Tôi đến vì tôi biết trân trọng cái ơn anh chị đã dạy công nuôi dạy cháu nó. Tôi muốn có lời khuyên. Ngày nay anh chị đã già, anh chị nên thu mình vào một lối sống hưởng nhàn thanh bạch, đừng đua đòi chạy theo. Tôi đã bảo tôi không có thì giờ nghe Dượng mà. Mời Dượng. Chị đừng nóng, chị hãy bình tĩnh nghe em nói. Chừng nào em nói sai, chị đuổi em bằng chổi cũng không muộn mà. Chị nghĩ coi, tại sao chị cần phải triển lãm con gái với cậu này cậu kia tự do sách mẩy đến chợ? Hạng lang băm như Dượng thì sợ bẫy, chứ mẹ con tôi thì không. Nếu có thì chỉ có những yến tiệc dạ vũ sang trọng và những chuyến đi chơi xa vui tươi lành mạnh thôi Dượng à. Vui tươi lành mạnh? Tôi hỏi chị,
Tại sao người ta không xách xe mời một công nhân quét rác ra Vũng Tàu đổ gió? Tại sao người ta không bỏ ra 50.000 đồng mời một bà già ở đầu đường xó chợ nào đó ăn một bữa cơm nhẹ, mà người ta là mời hai con của chị và chị? Tôi thừa biết quá mà. Dương khỏi vậy. Đi đâu thì cũng có tôi. Nếu không thì bao giờ chúng cũng có chị có em cả. Trường hợp không có chị, nếu hai chị em nó đều dạy cả hai thì chị nghĩ sao? Tôi không thích lý sự dây dưa với Dượng. Mời Dượng ra khỏi nhà tôi. Dượng bất quá cũng chỉ là thằng cha thầy thuốc nam nghèo sủi đâu, chứ có gì đâu mà lên mặt dạy đời. Thời buổi này mà còn trùm khăn đóng áo dài, không phải là đóng kịch là đạo đức giả sao? Phải. Tôi mang lớp nho phong học giả giả để làm tên thầy thuốc nghèo. Còn chị đổi lớp trưởng giả giả để lòe đời, biết thiên hạ và tự làm khổ xác thân. Tôi đóng kịch, chị đóng kịch, chúng ta cùng đóng kịch. Vậy mà nói gì? Nhưng chị đóng kịch bằng một cách giả dột và đáng ghét như những tên lười biếng giả 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 què để rửa tay xin một đồng bạc bố thí. Sao? Dương nói ai? Dương muốn gì? Tôi cấm chị. Từ nay chị không được bắt cô Nguyệt phải đi với thằng này thằng nọ nữa. Còn chuyện anh chị hứa gả cô Nguyệt cho thằng Phương, anh chị phải giữ lời. Hai đứa nó cũng yêu nhau chân thật. Tôi không ngại cho con tôi nó biết về quá khứ của cha mẹ nó, thì chị cũng đừng ép buộc tôi phải làm một kẻ giống ân. Bây giờ tôi về, ngày mai tôi tới. Chào chị. Đi, đi. Trời ơi là trời, chủ nhà tôi mà nó còn xài xỉ tôi này, trời ơi. Đồ thằng cha lang băm, cái thứ đồ bất dịch. Đi, đi cho khuất mắt tao đi. Quý tử, mày đi đâu từ sáng tới giờ? Mày lấy quán làm nhà, mày mượn nhà làm phòng ngủ, rồi mày ngồi vào quán với cái tụ quan đàn chi địa của mày, phải không mày? Hả? Con đi kiếm chỗ ngồi một mình để tận hưởng thuốc cô đơn. Ở nhà chi nghe ba má gây lộn hoài, ớn muốn chết. Làm cái gì mà chán dữ vậy mày? Ủa, Dượng ba, mới tới hả Dượng? Mạnh cha, cha nhậu. Mạnh mẹ, mẹ đi chơi. Mạnh con, con ngồi quán. Cái lối như vậy mà gọi là sống sao? Quý nè. Dạ. Cháu còn nhỏ nghe. Nó là cái thằng quỷ, cái thằng quý cái gì? Đồ con quan chết chủ. Mày lại đây, lấy tao biểu. Mày chạy khéo không? Hả? Quý, trở lại cháu. Đứng đàng hoàng nghe ba cháu dạy nè. Tao tưởng mày chạy luôn rồi chứ. Tao la làng cho cảnh sát còng đầu thằng cha mày luôn á chứ mày đừng nói. Cha con á chính là ba. Còng đầu ba chứ có phải còng đầu con đâu mà cũng sợ. Câm cái miệng mày lại. Giỡn mặt với tao hả? Mất dạy. Anh đừng dạy con bằng cách đó. Anh ngồi nghỉ một chút đi, để tôi nói với nó. Quỳ, cháu lại gần đây. Dạ. Thôi, lại gần ngán ông tấn công bất tử luôn. Mày không sao, có Dượng yểm trợ cháu đừng sợ. Thiệt là cháu dạy làm sao, mới mười mấy tuổi đầu rong chơi liêu lỏng quang đàn, học hành bỏ bê rồi đây mái hậu ra Đức Bến Tàu hay đạp xích lô. Mặt nó trơ trơ đố ai dạy được, phải gậy phải cây mai ra nó mới phục. Chứ nói chẳng đàn nào nước đổ lá mồm. Quý à, quần cháu ai mai như hai cái ống sậy vậy? Dạ, thời trang hôm nay người ta mặc vậy á. Bà nội mày, tóc chải cái kiểu gì mà giống y như là con hà mã? Dạ, kiểu của những chàng tài tử ti nê. Thân cháu nó tròn do lùn tịt như vậy, ăn mặc kiểu này Dưỡng coi thiệt ổng vô. Muốn coi vô phải cho nó ăn bánh hèo. Nó muốn bánh hèo nhiều thì cho nó tiêu luôn,
Ui da, ui da. Ui. Đánh nữa ha. Đánh thì chạy, coi ai bèo nhiều cho biết. Con chạy đây nè, nè. Ba hãy la làng đi, la làng lên đi, cho cảnh sát cộng đầu cái thằng cha của con đi. Trời ơi, đồ cái thằng trời đánh bớ bù liếc bớ cảnh sát. Trời ơi, mày có độn thổ, mày có đằng dân, tao cũng lôi cổ mày đó. Đồ cái thằng trời đánh mắt dịch. Hết nói nổi. Có con mà không chịu gần con để dạy cho nó học ăn, học nói, học lễ nghĩa, học yêu thương, hở ra là đánh đập chửi rủa. Rồi thì bỏ mặc cho nó ra sao thì ra. Thử hỏi làm cách nào để nó đi vào con đường ngay nẻo tránh được. Cháu còn mệt sao không ngủ một giấc cho khỏe? Ngủ làm sao được chú? Lúc nãy khi chú chưa đến, cháu đã âm thầm đứng nép mình trong góc tối kia để lắng nghe một thứ sấm sét tình cảm phát ra không ngừng từ cửa miệng dì hai. Tiếng sấm sét ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, hết ngày này qua ngày khác. Chú đã biết tên cái thứ sấm sét đó nghe từ khi cháu vừa đặt bước chân cùng khổ đến ngôi nhà này. Đó là sự bội bạc, là trò đổi trắng thay đen của thế thái nhân tình. Nhưng cháu à, thời gian còn trôi đi là chuyện đời còn thay đổi. Có thể có lá chết, mà cũng có thể có những nụ hoa và màu hồng nữa cháu ạ. Với cháu thì không bao giờ còn nụ hoa màu hồng nữa. Cháu nghĩ mà tức giận. Tại sao cháu lại bớt bệnh? Tại sao những cơn điên như lúc trước không đến với cháu nữa? Đến bằng một cách vĩnh viễn và ác liệt hơn. Để cháu không còn biết khổ biết đau, biết tủi thân trong sầu hận mê chề. Một mình nói một mình đi, giữa đêm tàn rung trăng thề. Yêu nhau mà chẳng được quyền yêu, gần nhau mà bị chia cách rẽ phân. Một phút đến mấy lần, cố nghẹn vì thương thân. Nguyệt nó đã yêu với tất cả tâm hồn, lòng không dẫm đục gì vật chất phù hoa, mà chỉ lòng một bóng hình của nhà thơ nghèo tài hoa. Chú ơi, vì Nguyệt yêu cháu nên cháu mới tan lòng đứt ruột, mới lỡ ở lỡ đi lỡ khóc lỡ cười. Nếu cháu đi Nguyệt sẽ khổ sầu, còn ở lại thì quá đắng. Có phải chăng vì dĩ vãng của chú mà cháu với cô Nguyệt phải đứng trong cảnh ngộ khắc khe và ngang trái này? Xin chú đừng nói vậy. Cháu không bao giờ tin chú là kẻ cướp của giết người, như dì hai và dượng hai đã nói. Dù chú đã làm gì thì cái quyền định đoạt cuộc đời của cô Nguyệt của chú cũng đã mất rồi. Cháu nghĩ chỉ còn một cách làm cho Nguyệt đỡ khổ và cháu đỡ đau thôi. Cách nào hả cháu? Bây giờ cháu xuống nhà bếp lấy lên con dao. Chú có sẵn con dao nhíp trong túi nè. Dạ không, dao phai mới được. Dao phai? Cháu lấy dao phai lên làm gì? Dạ, lấy dao xong cháu trở lên đè chú xuống. Chi vậy cháu? Dạ đè chú xuống để kề dao vào cổ chú. Trời, giỡn gì kỳ vậy cháu? Cháu làm vậy để chú giả bộ la lên cho người ta tưởng cháu muốn giết chú vì cơn điên tái phát. Rồi người ta sẽ bắt cháu bỏ vào nhà thương điên sao? Thì cháu sẽ nằm nhà thương điên. Cháu sẽ ra khỏi tâm hồn Nguyệt, lặng yên như làn gió nhẹ lướt qua mặt nước hồ thú một chiều nắng nhạt.
Nguyệt xuyên ở cháu vĩnh viễn chung đời sau khung lưới sắt. Rồi ngày nào đó quên đi mà không sợ mang tiếng thị phi là kẻ trắng mặt đen lòng. Ôi một giải pháp thật thông minh nhưng cũng thật não nùng. Người hy sinh sẽ giấu mình trong bóng tối, còn người được hy sinh biết có thấy sáng hay không. Dù thế nào thì Nguyệt cũng trút bớt nỗi băn khoăn, khói dằn vặt giữa người thương và người bảo dương. Biết đâu nàng sẽ yên thân yên phận, nhân một duyên sang ngang thuận gió xuôi bờm. Thu, cháu thật nhân ái và cao thượng. Tại sao với con người nhân ái lại thường hay gặp phải tai ương chắc trở? Nguyệt nó mất cháu là mất cả một thiên thần. Thiên thần không phải lúc nào cũng đem lại cho người ta hạnh phúc. Chú có thấy như vậy không? Trời, chú chỉ thấy mình đang xót xa cay đắng. Nước mắt ngấm trên má trên môi và ngấm cả vào lòng. Có đầu óc có tay chân mà chú đành thúc thủ đứng ngoài dòng. Chú muốn khai quật lên nấm mồ dĩ vãng để làm sống lại danh dự và nhân cách của một người cha. Nhưng chú không muốn làm đau khổ thêm một đứa con bất hạnh. Lại nữa kẻ vừa là gì là mẹ thế thân. Tuy tham tiền bạc ác khó khăn nhưng với Nguyệt và chú, bà ấy lại có đức tri ân sâu dày. Chú ba, sau đây là bài thơ mới nhất mà cũng có lẽ là bài thơ cuối cùng cháu viết để tặng chú ba và Nguyệt. Kiếp người một thoáng mây bay, trong sum họp đã có ngày chia ly. Hôm qua tổ ấm vui dây, hôm nay chiếc bóng khóc bầy con côi. Gã chiều còn lại mình tôi, mỏi chân trong đứng trong ngồi tình xưa. Lòng người sớm nắng chiều mưa, thề thừa hẹn cũ gió mưa phai rồi. Nghĩa nhân chót lưỡi đầu môi, còn chăng chỉ chút tình người phôi pha. Chờ đời mờ mịt sương xa, ban buồn có gia tình ra thêm buồn. Ra chiều đợi chuyến hoàng hôn, chờ theo một mảnh linh hồn chờ trăng. Trăng mờ nguyệt khuya xa xăm, trời thu vẫn rạng đêm rằm xa xưa. Bài thơ của cháu thật đẹp và buồn. Trăng là nguyệt, mà nguyệt cũng là trăng. Lại còn trời thu là hoài thu nữa. Chú sẽ cắt bài thơ đăng báo này để cất vào túi áo ngay trái tim của chú. Thôi, bây giờ mình thực hiện ý đồ điên giả của mình đi chú. Điên để người khác khỏi điên, điên vì hạnh phúc của người yêu, đáng được gọi là một khúc ca hùng tráng. Dì Nguyệt, chúng ta hãy diễn lớp kịch điên cho xuất sắc thần tình nghe chú. Chú đợi cháu xuống bếp lấy con dao. Rồi, bắt đầu nghe chú. Chú la toán lên đi. Bơ người ta, nó giết tôi, bơ người ta. Thằng đấy nó giết tôi. Bà con ơi, buồn con ơi, cứu tôi. Cứu tôi, cứu tôi. Lâu đi ra, giật nó xuống. Trên đây này, coi chừng nguy hiểm. Ta con dao đi, lâu đi đi. Dương ba,
có trầy trụi sức mẹ gì không Dương ba? Trời ơi, nó bệnh điên, nó tái phát bất tử quá mà. Không phải đâu ba ơi, vừa rồi con trốn trong bụi cây gần đây nè, con nghe hết, cái đó là anh Thu Ảnh. À, mày là thằng quỷ đây rồi. Đừng có hòng thoát khỏi tay tao, để tao cho mày chạy ra. Thế là chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa, cậu đã lên phi cơ, bắt đầu giấc mơ du học. Anh có mừng cho tôi không? Dĩ nhiên là mừng. Nhưng ở Cu Ki một mình cũng hơi kẹt. Kỳ này tôi biết bị chuyện gì với chị hai cậu để mà đi Đà Lạt đấy. Tôi khuyên anh đừng đi nữa. Hình như radar của chị tôi bắt đầu hoạt động. Mà radar đã hoạt động thì có đĩa bay. Gì vậy? Nói nghe ớn vậy cậu? Nói đâu ngán bằng sự thật xảy ra. Bộ anh không nhớ vụ bà bầu đón xe ông nọ hôm trước sao? Cậu hù tôi hoài à. Chuyến chót mà cậu. Anh thì lúc nào cũng chuyến chót. Lần đi Đà Lạt 2 tháng trước anh cũng nói chuyến chót. Nhưng mà kỳ này chót thiệt mà cậu. Nè, tôi không mê đâu mà cậu sợ. Chỉ thích tí tí thôi. Mà cậu nghĩ coi, không thích sao được. Một nàng lúc nào cũng tươi cười, triển lãm những đường cong, trong những bộ đồ bó sát vào thân. Ôi, xinh như là tiên giáng trần vậy. Đẹp làm sao mái tóc bồng bềnh đuôi dịch. Ý ý, không phải, tóc lòng thòng đuôi ngựa. Thôi thôi, cho tôi xin can đi anh ơi, vì tiền của anh là tiền cần tiền. Tôi có một ngày tài sản của anh đổi chủ, và chỉ tôi mang bụng thè lè đón đầu xe anh ngoài phố. Coi kìa, cậu đừng có trù tôi mà. Tôi nhát y như là con thỏ đế vậy đó. Chỉ một lần sao chót nữa mà thôi là tôi cuốn gió rút lui. Tôi không tin anh có thể bỏ xa nàng hoa quyến rũ đó một cách dễ dàng như vậy. Nếu mà cậu không tin á, tôi thề cho cậu tin nha. Khi người ta si yêu, thề thốt là một cách tự gạt mình anh à. Anh biết tại sao người ta hay làm sang và nói chuyện hột xoàn bạc triệu với anh không? Thì tại người ta có. Anh lầm. Người ta không có gì đâu anh. Người ta nói bạc triệu với anh là để chờ một ngày nào đó người ta than lỡ kẹt 2 triệu, rồi người ta mượn đỡ của anh 1 triệu và không bao giờ trả. Cậu không nên vội xét đoán người ta như vậy. Thú thật với anh, trước kia tôi mê em Nguyệt đến quên học quên ăn. Nhưng một ngày rồi lại thêm một ngày quá, mẹ nàng đã làm cho tôi đâm chán. Tôi chán những tình cảm giả tạo, bản tánh tham lam và kiểu cách trưởng giả lỗi thời thô thiển, nên khối tình si trong lòng tôi cũng liệm chết như khói tỏa sương bay trước ngọn gió vô tình. Tôi muốn xua đuổi bóng hình của Nguyệt ra khỏi trái tim mình, nên tôi mới chọn con đường du học, vì thấy rõ một điều là Nguyệt chẳng anh. Muốn tôi làm một cánh bướm phong sương, vội vỗ cánh bay khi qua sơ đài ra nghi. Một phút đam mê tôi gieo điều phiền lụy, nếu để khổ người ta tôi ôm
hận muôn đời. Cậu không thấy là người đẹp một cách khác thường hay sao? Nếu là tôi đó hả? Nếu tôi thì tôi sẽ cưới cô ấy liền. Cậu biết không, bà ấy thường nói với tôi, dù Nguyệt không chịu, bà cũng quyết ép gả Nguyệt cho cậu. Em công nhận là Nguyệt đẹp cả sắc hương lẫn tánh nết. Cái đẹp của nàng là cái đẹp dịu hiền khả kính của một cành quả trắng nở về đêm, vừa rực rỡ vừa thanh cao, vô nhiễm trước những phong trần bụi cát. Có lẽ chính sự thiêng liêng trong sáng ấy mà em thấy mình tầm thường trong cách nghĩ, cách yêu. Rồi em chỉ muốn quay đầu mà chạy trốn, sau khi làm ô quen phẩm hạnh một con người. Thôi thì cứ xem như giấc mộng thoáng qua đời, em sẽ cố mà quên đi bóng hình của Nguyệt. Sau khi biết được tình yêu là bất diệt, không mua được bằng tiền cũng không thể gian xin. Dầu sao cậu bỏ em Nguyệt cũng uổng quá. Không phải uổng mà thật đáng tiếc. Tôi sẽ nhớ mãi cái đêm ở Đà Lạt hồi 2 tháng trước. Cậu thấy tôi dàn cảnh cho cậu bẻ khóa động đạo ngon lành không? Thôi, thôi về anh, sắp đến giờ ra sân bay rồi. Vĩnh biệt em Nguyệt. Chú Tiền, mạnh giỏi hả chú? À, Quý, mày đi chơi hay tới đây hút thuốc? Dạ. Chú ơi, chú có bạc lẻ cho cháu mượn đỡ vài ngàn đi chú. Vài ngàn? Vài ngàn là mấy ngàn? Dạ, có khoảng 10 ngàn. Vài ngàn là 10 ngàn? Sao mày không nói 100 ngàn luôn đi? Mà mày mượn chi vậy? Ăn hủ tiếu dằn bụng. Ông già ông rượt tôi chạy từ chiều hôm qua tới bây giờ á. Từ chiều hôm qua tới giờ? Ừ. Vậy hồi hôm mày ngủ ở đâu hả? Ở nhà tôi. Lẳng nhách gì mày? Mày bị ba mày rượt chạy từ chiều hôm qua tới giờ, thì làm sao mày ngủ ở nhà mày được? Thì nửa khuya tôi leo vô nhà bếp ngủ đỡ, gần sáng tôi leo ra. Con nít như mày thiệt là hết nói. Tao không có tiền cho mày mượn đâu. Không có tiền mà chú cũng hỏi người ta mượn mấy ngàn. Bộ chú làm cho dượng tôi không có lương sao? Cua chứ lương cái gì mày ơi. Ngày tới tối ổng cứ đi làm phước nhẫn nhờ giác ô tìm bệnh. Coi mạch mà tiền thì không nhận, báo rằng độ thế cứu nhân. Thuốc thang hốt màng vô thi, tiền đâu trả lương cho mình. Thật chí tình gương bác ái, đó mới là người thầy thuốc. Tao nhất định bữa nay tao dứt nghĩa thầy trò. Sao? Chú thật tình muốn cắt đứt dây chuông hả? Chứ tương lai mù mịt lắm mày ơi. Đeo cái bụng đói theo ổng hoài sao tao chịu nổi. Ơi, thôi tùy chú. Nhưng mà trước khi ra đi á, chú vô chú coi thử còn cơm nguội không, đem ra đây đặng chú cháu mình làm bữa tiệc từ giả nữa. Nhà này hết gạo thường trực tấm, thì làm gì mà có cơm nguội. Mày chịu khó chờ ổng về mà xin tiền. Bây giờ tôi goodbye á. Chú đi thật hả chú? Đi liền, chứ để lát nữa thấy mặt ổng tao đi không có đành. Tội nghiệp. Tao đi đâu còn ai nấu nước nấu cơm, đâu còn ai xách thuốc tán cao đơn cho ổng. Nè, mày đừng cho tao á là thứ phụ khó tham sang nở bỏ ông thầy nghèo trơ trọi. Mày nghĩ coi, trong khi thiên hạ mạnh ai nấy sống, sống vì tiền, vì bạc, hút máu và mồ hôi kẻ khác, đó là những tên đồ tể tân thời, tăng tích
đứt đuôi, sống lo mập xác chết lo xây nhà mồ. Còn thầy tao quá dại dột, ngày ngồi uống nước lạnh làm phước, tối nghe ruột sôi ồ ồ. Sao chú không túi ổng đi rèn, một búa tài tồi to tướng dắt sau lưng, để đánh đập bệnh nhân cho trận trừng. Tao có xúi nhưng ổng cười rồi ổng nói. Nói sao? Ổng nói đời người tử biệt, sanh ly tham ác mà chi tiền bạc, mà chi càng giàu càng ác, càng ma hủi nhị tì. Mày đưa giùm thơ này cho ổng, tao đi. Chào. Chú. Ê, thiệt, mình đói mà đợi ổng về chỉ có nước xỉu. À, bây giờ mình lấy bộ khăn đóng áo dài này mình trồng vô, cho khách qua đường tưởng mình là đệ tử ổng, rồi người ta vô mua thuốc, cái mình bán ẩu bán đại, lấy tiền nít một bụng cho đã. Dạ thưa thầy. Ê, thưa cậu, có ông thầy ở nhà không cậu? Thầy tôi đi luyện thuốc ở trên núi Điện Bà, chưa biết lúc nào về. Ông có dặn tôi coi theo sách, chiếu theo toa, để bán thuốc tiên thuốc thần cho thân chủ, cho bà con. Vậy cậu bán cho tôi một gói thuốc cầm. Cầm? À, hiểu rồi, hiểu rồi. Cam thảo, trần bì, nhị sang, mã tiền, hộp sen, trái táo. Đây. Thuốc gì mà có hộp sen, trái táo ở trong vậy cậu? Dạ, tôi lầm thầm đọc lại tên các vị thuốc để nhớ thuốc nào nằm ở trong bọc nào vậy mà. Hộp sen nè, trái táo nè, sa cu chê, xá lị đều là những vị thuốc đó. Vậy à? Vậy mà tôi đâu có biết. À, bao nhiêu đó cậu? Dạ, bao nhiêu cũng được. À, thôi cho 10.000 đi. Cậu thật mau mắn à, dễ thương á. Cậu làm ơn bán cho tôi thuốc trị ban nóng thứ hôm trước đó cậu. Thuốc trị ban nóng thứ hôm trước? Đâu rồi? Đâu rồi? À đây. Ủa, thuốc hôm trước thuốc bột mà cậu. Thuốc nước này hay hơn, thuốc này trị mới dứt căn á. À, cảm ơn cậu. Cũng 10.000 phải không cậu? Dạ đúng rồi. Hú hồn hú vía. Để coi, vị chi được hai tô hủ tiếu ngon lành. Quý Dưỡng. Dạ, xin lỗi quý vị, may mà tôi về kịp. Dạ, xin lỗi ông bà, thằng đệ tử của tôi nó bán cho ông bà mấy thứ đó thường lắm, phiền ông bà trao lại cho tôi. Tôi đổi cho quý vị thuốc này hay hơn, trả tiền lại cho người ta. Đây, ông hãy cho em nó uống theo lời dặn cũ. À còn bà, xin nhớ kỹ, trẻ em dưới 10 tuổi uống nửa gói, còn người lớn uống một lần, uống với nước trà nha. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy chào thầy. Dạ, cầu cho con cháu ông bà mau mạnh. Quý. Dạ. Trời ơi, sao cháu dám vô nhà Dưỡng rồi lấy thuốc bán tầm bậy tầm bạ vậy? Dạ, cháu bị ba cháu rượt á. Bị rượt sao bán thuốc? Dạ, tại cháu cần tiền ăn hủ tiếu, cháu đói quá. Thiệt là hết nói mà. Tội của cháu đang bị phơi nắng 3 ngày lắm, mai mà Dưỡng về kịp, nếu không thì nguy cho người ta rồi. Người ta mua thuốc cầm, cháu bán thuốc sổ. Còn ông nội mua thuốc ban, cháu bán dầu sức lát. Dạ, dạ cháu biết lỗi, cháu xin lỗi Dượng. Cháu biết lỗi và biết xin lỗi là ngoan, nhưng cháu phải biết thêm rằng
không thể làm chết người hoặc làm khổ cha mẹ rồi xin lỗi. Đây, dưỡng cho cháu 10.000, ra tiệm ăn cơm rồi lát nữa trở lại đây dưỡng biểu. Dạ, cảm ơn dưỡng. À quên nữa, chú Tiền gửi lại cho dưỡng bức thư này nè. Tôi không trách chú đâu. Muốn làm một người tốt không phải dễ. Muốn làm một người bất cầu danh lợi lại càng khó khăn hơn. Nhưng tôi cũng mừng vì dù sao chú cũng là người tốt. Làm sao em biết anh ở đây? Hả? Tình yêu, tình yêu vẫn thường giúp người ta hiểu biết nhiều điều mà kẻ xa lạ khó nhận ra. Không trăng, không đèn, cũng không lạc lối. Nhớ tình yêu xưa tan bóng tối. Ngay từ phút ban đầu em đã nghi ngờ anh dối gạt em. Dạ, em đã theo dõi anh. Tại sao anh giả đi? Tại sao anh xa lánh nguyện chưa đành? Vì số phận mình lên đến trắc trở, anh điên giả để khỏi thành người điên thật mà thôi. Dòng đời nổi trôi, muôn lượng sóng khơi luôn chờ chừng dập dùi. Nhận chìm đời ta trong cay đắng ngậm ngùi. Anh giả cuồng điên để cho em một trời hoa mộng. Thấy anh phủ trùm xuống linh hồn em mạnh khăn tan. Hoàn cảnh trái ngang anh biết làm sao hơn nữa được. Em yêu anh và yêu mãi đến trọn đời. Điều đó sẽ làm anh thật sự cuồng điên. Để khỏi thành điên thật, hay để khỏi dìu nhau qua những nẻo đường gian lao gai lốt. Anh nói thật đi, có phải anh chùn bước mộng gối chăng ngày trước đã phai màu? Anh sợ những thế lực phi nhân, sợ sức mạnh bọn nhà giàu. Anh không dám đứng mũi chịu sào trên ngọn sóng, không dám nương đầu trước lửa nóng dầu sôi. Dân
Có lẽ nếu hèn gì trót đi trên chuyến tàu định mệnh đơn côi, văn chương của anh là thứ hành lý rẻ tiền của một linh hồn không nhãn hiệu, chưa yêu nổi mình còn dám bận biểu yêu ai. Lời lẽ của anh cay đắng quá. Anh nói với em hay là anh nói với vú em? Với vú em. Bà ấy ở đâu mà anh nói? Bà ấy đang ngự trị giữa hồn em. Nghĩa là anh muốn nói vú em có quyền cầm bán linh hồn em phải không? Sự thật là như thế đó em. Em đừng buồn, đừng khóc, đừng tiếc thương dĩ vãng mà làm gì. Anh những tưởng có thể ở lại đây đến ngày được nhìn thấy hạnh phúc của em qua đôi mắt của một kẻ điên. Nhưng giờ em đã hiểu thì anh phải đi. Anh đi đâu? Chưa biết. Chừng nào anh đi? Ngay bây giờ. Anh đi đâu? Chưa biết. Chừng nào anh đi? Ngay bây giờ. Tại sao anh không bảo rằng anh sắp đi về một sa mạc mà người đời đã sẵn dành để đài ái một tiên nhân? Nguyệt ơi, nếu anh phải đi về một sa mạc thì giữa lòng quang mạc đó cũng còn có trăng thu nguyệt rằng, để cho anh làm bạn tháng năm dài. Đời anh là cả một đêm tối mênh mông không ánh sáng ban ngày. Anh còn biết làm gì hơn khi mà hành tinh đen tối chưa có hạng mướn làm thơ, khi mà vú em không cần kẻ làm thơ để nói chuyện vẫn dơ cao đẹp. Thư cao đẹp không minh ra bạc, không đổi ra tiền, để sống đời cao sang như phường tuổi cơm giá áo. Anh đi rồi biết bao giờ anh trở lại? Và nơi đây mình em thương nhớ, nhớ ánh trăng mơ, nhớ người viết nên lời thơ để em nghe đời như có nắng xuân nồng nàn. Dù thơ anh thoáng buồn vô vơ, dạng dỡ bao đường tơ, muôn hướng đời biết ta có ngày trùng qua. Anh sẽ trở lại bằng hồn mơ cũng như trăng thu trở lại với đêm thu bằng ánh mơ sầu lạnh nu quyền. Yêu anh em đừng để nhạt màu đôi mắt đẹp dịu hiền, hãy gượng vui với niềm vui và hạnh phúc có thể có cuộc đời em. Cái mộng ước cao sang có thể có của những kẻ dưỡng sanh đang đứng ngoài hiên ga trường già, mỗi chân chờ một chuyến tàu ghé lại và khắp khởi vui mừng nhìn một chuyến tàu đi. Sao lại dành cho em những lời cay đắng đó? Em vẫn yêu anh và em có lỗi gì đâu. Đừng khóc nữa. Anh không hề cay đắng với em, mà anh đang cay đắng với chính cuộc đời mình. Một cuộc đời chỉ có tuổi nhục khổ đau và tình người bạc bẽo. Hãy cố gắng mà quên anh đi. Cuộc đời em còn dài, tất cả đang chờ em phía trước. Cô Phạm,
Phải chăng anh muốn nói chuyến tàu đi là anh, chuyến tàu đến là chồng sắp cưới của em, người chồng mà em không hiểu, không thương, vì không phải do chính em chọn lựa, người mà em không từng nắm tay đi từ nẻo sầu vũ tân đến cuối bài yêu thương, người mà chưa hề tặng cho em dạng mùa qua trong nét chữ, dạng tình ý giữa vuông dây thô sơ, người ấy trời ơi, người ấy làm sao em có thể mến, có thể yêu, mà anh bảo em phải hưởng vui để chờ trao gửi mối duyên đầu. Tình đầu ngang trái không tròn duyên, ôm niềm duyên trót chương bao đường tơ rối, phải mang vết thương tâm hồn. Ai suốt tơ trắng sầu, dệt thành muôn ngàn câu thơ, để ta khổ đau đớn. Nguyệt ơi, trong cuộc tình bất hạnh trái ngang này, xin hãy để mình ảnh đau khổ. Và em nên bằng lòng với số phận như trăm ngàn cô gái khác. Nếu một mình anh đi thì rồi đây, ai lo cho anh miếng ăn giấc ngủ, ai thu lại cho anh cái nuốt ớn, cái khổ sở, ai chăm sóc anh những lúc anh không nao dỗ vàng trên gác hẹn, và ai khuyến khích anh làm chi trong trụ qua tương, quên lãng sẽ đón đưa anh về cõi hư không, như một vì sao nhỏ tắt giữa thiên hà vô tận. Tại sao anh cứ xuôi tay đầu hàng số phận, tứ đài đoá mình để túi hận cho em. Nguyệt, anh gian em, xin hãy quên anh đi. Em chỉ yêu anh thôi, anh đừng coi thường em không can đảm. Anh hãy đưa em đi, dù hàng chi mà hạnh phúc có sợ chi. Hạnh phúc nào cho em cận kề bên kẻ rối ren tâm hồn. Về hãy về đi em, đừng theo anh cố thân một đời. Quá rồi, hết quấn quýt ở nhà tôi bây giờ lại sang đây tình tự nữa. Nguyệt, em về mau đi để má giận đó. Anh Thanh đậu xe ngoài kia đợi mình kìa, đi mau đi em. Con Nguyệt nó đang bận, con đi một mình đi. Dượng nữa, Dượng tính bài mưu đọc sử gì vậy? Muốn chứa chấp à? Dùng cái am này cho chúng nó hò hẹn phải không? Xin dì hai đừng hiểu lầm chú ba. Chính chú ba đang khuyên cháu xa Nguyệt và lìa bỏ cái thế giới thị thành náo nhiệt này đây. Tính vậy là phải à, mang chứng bệnh điên điên khùng khùng ở giữa chốn thị tứ ồn ào, chỉ phát điên nặng hơn thôi, rồi lấy điên cho bao nhiêu người khác nữa. Tốt nhất là tìm về một vùng quê xa xôi hẻo lánh nào đó mà ẩn thân. Dân, con xin nghe lời dì, con đi đây. Anh Thu. Thu, đừng có chạy. Thu. Tội nghiệp thiệt. Chào quý vị, xin lỗi, chẳng hay ai ở đây là chủ chiếc xe đậu ở ngoài kia chị? Không ai cả, đó là xe của thằng bạn thân con gái tôi. Xin lỗi, bà muốn tìm ai? Tôi tìm cô đó. Tìm tôi? Phải, tôi là người lái chiếc xe đuổi theo chiếc xe có hai mẹ con cô ngồi lúc nãy. Nhưng
Nhưng cô là ai mới được chứ? Tôi là ai? Xin đọc thơ này thì rõ. Phiền ông chủ tiệm thuốc vui lòng đập dùm. Tôi hả? Cũng được. Xin giới thiệu thêm, người viết thơ này là Phương, em trai tôi. Mời ông bắt đầu. Chị hai mến, hôm nay sai chị lên đường du học. Em thấy có bổn phận thú thật với chị một điều. Trước đây em với anh hai thường lén chị đi tiếu ngạo giang hồ. Nhưng đáng tội nhất là lần sau đó em và anh giao du với hai cô gái đẹp. Ảnh của chị tên Hoa, em của em tên Nguyệt. Qua vài chuyến sông chơi, em chán bà mẹ tham tiền nên chán luôn cô gái. Riêng anh hai thì đang mê mũi si yêu, chị nên bắt đầu lo liệu giữ chồng và giữ sản nghiệp thì vừa. Thôi thôi thôi, đủ rồi, đừng đọc nữa. Nhục, nhục lắm. Chưa nhục lắm đâu bà, đây chỉ là đòn dằn mặt. Cho biết đó biết ở đây, cho biết ai chồng của ai. Để từ nay đừng mặc dạng mày dài, đeo đuổi chồng người ta có ngày mang xấu. Giữa phố phường, trong rạp hát hoặc nhà vệ sinh, tôi cấm bà vô lễ với mẹ con tôi. Bà hãy kêu chồng bà giác mặt vô đây đi, để hỏi coi ai là người đeo đuổi theo ai. Chuyện đâu còn có đó, xin bà chớ làm rầy. Dở lỡ ôm xồm không đẹp đẽ cả hai bên. Tôi cũng biết vậy, nên từ nãy giờ tôi nói chuyện êm thấm. Không êm thấm thì sao chứ? Chồng cô không giữ, để đến nhà tôi rủ ren con gái tôi. Tôi không bắt bẻ thì thôi, sao cô dám làm hung làm dữ? Cô muốn gì? Bà lại thay tôi mà la lên rồi. Tôi muốn gì thì bà và quý cô sẽ được biết mà. Mình à, mình vô từ giả cô bạn đi rồi về. Anh lại em mà về nhà giùm cái. Anh thề anh hứa anh không có. Khốn nạn, điểu giả, sở khanh. Cô làm gì mà níu kéo chồng tôi? Buông ra. Không buông. Anh phải trả lời tôi, tại sao anh dám nói là vợ anh chết, lại còn xin cưới tôi nữa? Tại sao? Tiền đã làm cô quán mắt, đâu cần thấy sự thật. Một lần chót, tôi yêu cầu cô buông chồng tôi ra. Không buông, phải lột mặt nạ nó, bắt nó bồi thường. Được rồi, mấy người muốn cấu xé thì tôi cho cấu xé. Lão cực cha đâu? Kêu chị Châu, chị Hoàng, chị Tư với con Nguyền Mập nhào vô, cho con nhỏ giật chồng của tôi một bài học coi. Nhào vô. Rồi. Buông ra. Ủa, làm cái gì đấy con ơi? Buông ra. Mấy người đánh chị tôi ha. Đánh ha. Đánh tôi luôn nữa hả? Trời ơi, mới ra bộ mà nó xỉu rồi. Đánh biểu diễn một lần cảnh cáo, nếu còn lén phép tôi cáo đâu rách mắt, nghe chưa? Về mấy chị. Còn ông, bộ muốn ở đây tiếp tục báo tin vợ chết nữa hay sao? Về. Về, về. Chị Hoa, chị có sao không? Trời ơi, quân ác đức, quân tàn nhẫn, nó tính giết con tôi mà. Về cho sáng con mắt chị. Chứ tôi có đuôi hồi nào đâu mà không sáng. Dưỡng đừng thừa cơ hội mà xéo sắc ngắt nhéo tôi nghe. Nguyệt ơi, chị xấu hổ quá Nguyệt à. Còn em, chắc em cũng phải chết thôi chị à. Cái đêm ở Đà Lạt. Đêm ở Đà Lạt? Làm sao? Em đã đi khám bác sĩ, đúng là em đã có thai. Trời ơi, thật vậy không Nguyệt? Còn gì nữa mà không thật? Không thấy nó lờ đờ lững đững như là cái thây ma kia sao? Thứ đồ ngu mà.
công tôi nuôi dưỡng chắc chiêu kể như là đi đất rồi. Đến nông nỗi này mà má có thể mở miệng nói những lời như thế được hay sao? Tại sao và do đâu mà ngày nay hai chúng con phải mang nhục? Có phải chăng vì những thứ này, những vòng vàng chuỗi ngọc mà má ra giá cho người ta tặng chúng con như những cuộc bán buôn đổi cha? Thì nhờ vậy nên các cô mới có đồ đeo để nở mày nở mặt với người ta chứ. Nở mày nở mặt hay sao? Hay hào quang và ánh sáng mùa xuân liềm tắt, khi qua thân thành con cho ngoan được người ta dắt bằng những sợi dây quan nghiệt và xiềng xích vô hình. Cái giá của các dòng cao sang là tự đánh mất mình. Tuy con trẻ dại ham vui, nhưng con biết trước cái nhục ngày nay rồi sẽ đến với tất cả chúng ta. Má ơi, sao má không bóp mũi cho con chết từ thuở ấu nhi? Chăm chút nuôi con khôn lớn làm chi, rồi đem rau đem bán cho con diện sáng lụa là son vân, mà bụi đen dí bần tâm hồn. Có đứt ruột được chưa chị hai? Chị nghe con đã thống trách mà chị có sao xuyến chút nào không chị hai? Mắc cái gì mà phải sao xuyến? Tôi muốn cho tụi nó sướng thân. Chuyện rủi ro và tai nạn nghề nghiệp sao tôi biết trước được? Chị nói vậy mà nghe được sao? Bổn phận làm cha mẹ là phải biết nhìn xa thấy trước, dương ngọn đuốc xoay đường cho con cái nó bước lên tương lai. Trái đắng không phải hoàn toàn do hạt giống chọn sai, mà còn do bàn tay người thiếu nâng niu chăm bón. Nỗi đau chọn kẻ hôm nay, lỗi là do người lớn không ngăn cản, tôi cũng phải nhận một phần trách nhiệm về mình. Thôi, lỗi do ai thì cũng không biến cải được sự tình. Hãy cho con chết đi là chấm hết. Con đã mất tất cả rồi, tình yêu và trinh tiết thì đâu còn gì nuôi tiếp thân con. Không, không thể chết được. Dù gì thì đời con cũng còn có ba, cũng còn có dưỡng ba. Kìa, Quý, có đau không con? Con mẹ đánh mướn nó sáng như con chiếc guốc trúng nghe tâm tinh, thấy 7-8 ông trời luôn, không đau sao được. Má biết. Đây nè, con cầm mấy tờ giấy 10.000 này á, dán lên chỗ đau là nó êm liền à con. Cảm ơn má. Ai nói sao chứ, má cũng biết điều. Tổ cha mày. Con ra kêu taxi chạy u vô bến xe kiếm thằng Thu lôi về đây cho má. Nó còn lẩn quẩn đâu đó, nó chưa có kịp đi đâu đâu. Trời ơi, nói vậy mấy tờ 10.000 này là để đi taxi chứ không phải. Đi mau đi, để công chuyện tao là mày chết đó. Bữa nay ngày gì mà xui xẻo dễ sợ à. Tưởng ngon sơi, ai về ý mà tiền hung hậu kiết. Gì đó thằng Quý? Ảnh kìa. Thu. Thu. Anh Thu. Thu. Trời, con trở lại với gì đó hả con? Dạ, trên đường ra bến xe con ghé tạt qua nhà định lấy mới sách vở, nhưng Dượng nói chìa khóa tủ gì giữ rồi. Thôi, khỏi chìa khóa, khỏi đi đâu nữa hết cháu à. Cháu hãy ở lại với dì. Cháu sợ. Dì không có cần tiền, không có cần bạc đâu, không cần gì hết á. Miễn sao cháu biết săn sóc lo lắng cho nó là đủ rồi. Dạ, cháu nghèo quá. Ơi, văn thơ của cháu là vàng là ngọc rồi. Con người ta quý nhau thì chòi tranh cũng quý, yêu nhau thì nước lạnh cũng yêu mà, phải không cháu? Thôi về cháu.
Chị Hai, hồi trước má có bán bánh phồng không chị? Hỏi chi mà lắng nhắc vậy mày? Hỏi để biết. Sao má trở mau quá trời? Tiên tổ cha mày chứ trở nè. Về các con, về còn lo đám cưới nữa. Đi. Đêm trăng vàng ta ước mơ, duyên đôi mình như sóng nước. Đẹp làm sao bóng trăng trên sông vàng, lòng lâng lâng đêm dài cùng trăng. Tơ vàng xoa bóng chân mây ngỡ ngàng như tóc em bay in đậm dấu tình ngàn năm. Đêm trăng vàng ta ước mơ, duyên đôi mình như sóng nước. Đẹp làm sao bóng trăng trên sông lòng lân lân đêm dài cùng trăng thăng. Đẹp làm sao bóng trăng trên sông vàng, lòng lân lân say tình cùng trăng thăng. Dầu con cá nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt âu ơ, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Nín đi, nín đi con. Nín đi con, con tôi giỏi, nín nín ha. Đưa con đây, em thay tả đã. Nó tè ướt hết rồi nè, dỗ tới tết cũng không nín đâu. Thì thơ nhạc là tiếng ca của người lớn, còn tiếng khóc là tiếng ca của trẻ thơ mà em. Ca sĩ tí hon đáng yêu của ba, sao con tè mà không xin nhanh cho ba biết trước vậy? Cái anh này. Anh này làm sao? Đúng là một thi sĩ chứ sao? Thi sĩ kim cuồng sĩ em à. Nè cuồng sĩ, con nó đang quơ tay quơ chân để xi nhan anh đó. Con của chúng ta đẹp và dễ thương quá phải không em? Thì nó giống cha đó mà. Coi kìa Nguyệt, sao đang cười vui để dục buồn thơ thẩn vậy? Dạ đâu có, em đang nghĩ đến quá khứ, cái quá khứ xa cha mất mẹ của em đó mà. Nguyệt à, hãy quên hết quá khứ đi em, chỉ nên nhớ cái kiếp tiên đồng bồng ngọc nữ của chúng mình trên thiên giới á, bị đài xuống trần gian để yêu nhau với nhiệm vụ là dệt nên khúc tình ca bền lâu
như bước thời gian và đẹp như sắc hương, làm nên hồn vũ trụ. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Nghe anh nói mãi cái câu đó em chán thấy mồ hả? Chán thật không? Hãy đứng yên trong vòng tay anh thì biết. Cái anh này lúc nào cũng tán tỉnh người ta, giống như đôi tình nhân chỉ mới gặp hôm qua không bằng vậy đó. Ừ, thì tình yêu diễn ra một lần trong giây phút thiên thu mà em. Thôi, đừng có mơ mộng nữa. Phiền ông thi sĩ đi rửa tay, thay quần áo, rồi vô bắt nồi cơm giùm cho má thằng cu đi. Ờ, anh còn phải đi xách nước nữa. Khỏi, em đã kêu dì hai đổ cho hai đôi nước rồi. Sao em không để anh xách nước, mượn gánh chi cho tốn tiền vậy? Em không muốn anh quá cực nhọc vì mẹ con em. Lại nữa, em muốn dành thì giờ cho anh tập viết kịch và viết truyện dài. Nè, nói cho em mừng, bạn của chú ba, một kịch tác gia lừng danh, đã khen là anh có óc tư duy và hình tượng rất thích hợp với nghề viết kịch đó. Vậy hả anh? Chính em đã giúp anh có ý chí vùng lên để làm chủ tương lai và số phận của đời mình, chấm dứt tháng ngày vô vị cô đơn. Anh sẽ khổ luyện và học tập nhiều hơn để bước chân vào trận mới của cuộc đời. Có vậy mới mong đã bằng số phận, ngẩng cao đầu mà không hề tủi thẹn. Anh quyết tâm rằng mình phải thành công cả về vật chất lẫn tinh thần. Em hạnh phúc vô ngần và hạnh diện thì cũng không kém, khi đã giúp anh vui sống yêu đời bằng cả niềm tin nồng nàn trong sáng. Nhưng em thì luôn thấy mình không có xứng đáng. Em đừng bi quan và đừng thiếu tự tin, trước mặt bây giờ đang rực sáng bình minh. Em cứ sợ rằng anh chưa hiểu hết về em. Nếu có thì chỉ khi nào em muốn đổi thay cuộc sống. Anh thực sự hạnh phúc và tin tưởng như vậy sao? Hạnh phúc và niềm hãnh diện lớn nhất của chúng ta là chú ba, một bậc thầy, một người cha khả kính phi thường siêu tuyệt. Chính chú ba đã dạy anh hóa trang, diễn kịch và đi sâu vào nghệ thuật sáng tác của Tây Phương. Chú ba hay dượng hay ba gì á thì cũng là những tên gọi thân thương trong trái tim em. Em quên là trong thời gian ở tù, vì nhất thời nóng giận, dượng đã học được nhiều điều sáng giá hơn đời và phi thường trong cuộc sống. Sao? Em đã biết rõ về thân thế của chú ba rồi à? Chính dượng hai đã cho em biết sự bí mật mà chú em muốn giấu kín. Anh mừng cho em. Hy vọng chuyện dài của anh sẽ sớm được in ra, và vở kịch mà anh đang hoàn thành sẽ được dàn dựng trên một sân khấu lớn. Nếu không thì chúng ta cứ phải sống nhờ vào chi viện của chị Hoa. Tội nghiệp chị ấy, con gái mơ mởn như vậy mà phải lấy chồng già để trả nợ và nuôi gia đình. Tháng nào chị ấy cũng không quên gửi tiền ăn tiền học về cho cậu Quý và mọi thứ linh tinh chi dụng của cháu bé và vợ chồng mình. So với chị ấy, em thật diễm phúc biết chừng nào. Em đã có anh, lại có con nữa. Ờ, con của anh là vàng là ngọc mà. Kìa, em xem có phải nó giống anh không? Giống hình như khuôn đúc. Đây nè, trán nó cao cao, mười ngón tay thon dài như
tôi viết mắt sáng trừng nào khác sao trời. Em sợ ngày nào anh lại giao giao thẫn thờ nhìn con trẻ rồi khẽ khẽ tự nhủ thầm, nhủ thầm rằng thằng bé đẹp như tranh kìa, trong giấc ngủ nó vẫn thản nhiên cười. Anh đừng vì quá nén lòng em mà nói xui cho qua bữa, cho vui cửa vui nhà. Xưa nay anh chưa biết gian dối ai bao giờ, sao em bất ngờ buộc miệng nói những lời ngập ngừng khó hiểu khó phân. Thương tâm anh thật thà, em xót xa đau nếu dối lừa nhau. Anh hãy rộng lòng, em hãy nói yêu chồng. Với anh bấy nhiêu là nguồn thơ, hãy nghe em thu lòng. Anh cần chi nghe khi đã biết mọi điều rồi? Không, anh không biết gì đâu. Anh vẫn bước trong sa mù khi gọi tiếng con, với đứa con không cùng quyết thống. Đứa con đó nào phải của anh đâu, mà là con của một kẻ vô tâm đã trốn chạy xa rồi. Anh đã nói anh biết mà. Anh biết mà sao anh không nói một lời? Sao anh vẫn yêu em? Sao anh giả vờ như không biết? Anh cứ âm thầm chịu thua thiệt chua cay. Đứa bé này có tội với ai? Nó được sinh ra trong nước mắt đong đầy ướt vai người mẹ. Người mẹ đó đã khóc nhiều vì mang cá của cuộc đời xấu xé. Anh yêu em nên yêu con cho vẹn vẻ trọn tình. Anh thương, em không xứng đáng với anh. Anh càng cho con nhiều, em càng thấy mình xấu xa nhơ nhớ. Em hãy quên đi chuyện ngày xưa tuổi cực. Yêu em, anh chỉ cần sự trinh trắng của lòng em thôi. Anh ơi, có phải em là con thuyền nhỏ mong manh bền bồng trên ngọn sông, mà anh là biển rộng bao la đang nâng bóng đầy xuôi dòng, đưa em vượt thiên lý đại dương về đậu trên bến mộng, gọi em tỉnh cơn mê thước nhìn hạnh phúc. Hạnh phúc lớn vô cùng sau những ngày nếm đau nếm nhục, hạnh phúc tràn đầy làm em sợ mất sợ dơi. Hạnh phúc này sẽ bất dịch bất di, suýt dục khỏi tầm tay một lần mình đã biết chi ly giữ chặt. Cười đi em cho hồn thơ anh xanh ni mát, trang giấy đang chờ dòng mực trải yêu thương. Em cười rồi nè, anh làm thơ ngâm cho em nghe đi. Khoan đã, hình như nhà sắp có khách. Ý, chị hai, chị hai về anh ơi. Chị xin lỗi đã xuất hiện trong giờ phút thiêng liêng của hai em. Chúng em định làm thơ đọc chơi cho vui,
chứ có gì đâu mà chị bảo là thiêng liêng. Chị à, chị về thăm nhà lần này có được lâu không chị? Lâu, có thể chị ở luôn không chừng. Chị vừa làm xong đám tang cho ông anh rể của hai em đó. Sao, ông ấy đã chết rồi à? Chết vì chứng đau tim. Đó là chuyện tất nhiên đối với một ông già quá 70. Vậy chú đã biết tin này chưa chị? Biết rồi. Chắc chú buồn lắm phải không chị? Không, vui, vui lắm. Sao, chị nói... Hồng nhan bạc phận là vậy. Là quá phụ chết chồng, chị đương nhiên thừa hưởng một cơn. Giàu có ngút ngàn, ruộng đất ao bèo thênh thang, mà nuôi cô bán rẻ đi chăng cũng an nhàn tỏi hưởng dài ba năm. Vẫn như xưa dù chỉ nghĩ đến tiền, mặc cho ai khốn lụy ưu phiền. Thật bất hạnh cho chị em mình, lạc giữa một gia đình tối tăm. Thôi đừng nhắc nữa làm chi, chuyện những ngày suy di cùng cực. Chị hai nay đã thành thơi rồi, hãy tạm thời lo nghỉ ngơi. Nghĩ được đâu khi má còn mơ mộng tú kiều kỳ đại cát vinh quang. Chú tính sao mà chị buồn tuyệt vọng, nói những lời như quán như than. Có gì đâu, má đang tiếp tục tìm cách giới thiệu chị với một ông tỷ phú nào đó. Đây có phải là nhà của thằng rể kỵ sĩ, thi sĩ của tôi không? Dạ đúng rồi, con nè Dượng. Mày là thằng thi nhân hay là thi sĩ là quên rồi. Thằng thi sĩ mày biết không? Mày tao còn dám kêu bằng thằng, chứ thằng chồng con qua tao phải kêu bằng ông. Dượng đi nằm nghỉ một chút đi, Dượng sai lắm rồi. Sai cũng không nghĩ, tao còn cần tâm sự ấy. Mày biết không, má của chúng mày luôn luôn ôm giữ cái giấc mộng kiêu kỳ vinh hoa sang cả. Nhưng mà bà thả tiền kẹo kẹt, bắt tao phải nhậu với rượu đế. Tao nhậu gì tao chán bà, nhưng lại không biết làm gì cô mấy đứa rể con. Thì thấy mấy thằng sai những người anh hùng bất lực à. Ba, con lại ba mà. Ba đi ngủ giùm con đi. Dễ đây, tao ngủ thì ai nhậu cho tao sai? Cái thằng kỵ sĩ đâu rồi? Tao đố mày có mấy thứ sai. Dạ. Nha, bò có 7 món thì sai cũng có 7 món. Ủa, mà 7 thứ sai mà cắn này ra cắn kia là sai xuân hố, còn sai bi mắt hạ màng là sai ngủ hè phố. Còn sai đi chân thấp chân cao là sai chụp ớt, còn sai trên giường là sai như là chết. Mấy món rồi mày? Ủa, mấy thứ rồi mày? Dạ 4. Này
còn say lắc lư là cái thứ say mềm. Rồi à, say giả dờ để kiếm chuyện chửi người ta chơi. Say chót là cái say, say cho chó nó ăn chè, say miết say hoài để quên vợ quên con. Quên luôn cả tao nữa. Ổng sai quắc rồi, để em đưa Dượng vào trong cho ổng ngủ. Thiệt là khổ à, uống chi cho mệt gì không biết nữa. Em biết nếu vú mà đổi tánh á thì Dượng sẽ không bao giờ uống rượu nữa đâu. Gì đó? Gì nói hành nói tỏi gì tôi đó? À, vú lâu quá vú mới qua chơi. Đâu có qua chơi, bữa nay vú qua rước hai đứa về bển á. Dạ cảm ơn vú đã có lòng nghĩ đến chúng con, nhưng con sợ anh ấy không muốn làm phiền vú. Vú nói hai đứa là mẹ con ấy, chứ không phải nói thằng thi sĩ điên khùng khùng đó đâu. À, sao vú nói gì con không hiểu? Vú nói vú thấy nó để con thiếu thốn khổ cực, vú chịu không có nổi nên vú muốn đem mẹ con về bển ở. Còn nó có nhớ thì lâu lâu nó qua thăm. Còn lại vú, nếu vú định như vậy á thì thà vú giết tụi con còn hơn á. Vú nói thì đừng có cãi, con ở với nó thì đời con tàn sớm á. Thiệt con không sao hiểu nổi má, tại sao má lại muốn bắt nó về bển? Má không thấy là chúng nó yêu nhau đến bực nào hay sao? Bực nào thì mặc nó, người ta nuôi heo còn có lời, không lẽ tao nuôi gái rồi cho thằng chết đói đó à? Nó nghèo nhưng nó xứng đáng, nó không giàu tiền nhưng nó giàu những thứ khác. Cái thứ giàu sang của nó tao không cần, tao cần một thằng rể tỷ phú thật đen đuổi mới kiếm được một ông thì đã nghèo rồi. Thì con sẽ tìm cho má một ông nhà giàu khác. Chà chắc dữ à, con có số sát phù, kỳ này má phải trông cậy vào em con mới được. Rút kinh nghiệm, má phải kiếm thêm một cặp để phòng hờ. Vú, xin vú thương chúng con, kiếp sau chúng con nguyện làm thân trâu ngựa đáp đền ơn vú. Còn lại vú, chú đừng chà đạp danh dự chồng con. Trời, danh dự? Danh dự gì để kẻ chửi người khinh mà chẳng biết hở hang? Danh dự gì ngửa tay chờ kẻ khác cho tiền? Danh dự gì chỉ biết làm nghề chết đói, để vợ đẹp như ăn mài một thứ không ngon? Nếu má làm quá thì con bỏ nhà đi, bỏ mặc gia đình có ra sao thì sao? Bỏ thì chết thằng cha cô chứ chết ai? Vú ơi, chồng con đã làm việc hết sức mình, nhưng vẫn nghèo vì chưa gặp vận tốt thời mai. Phải, vú nói phải, con là thằng bất tài vô dụng trong cái xã hội mà người ta cần đọc để chờ giấc ngủ. Văn chương thứ thuốc ngủ rẻ tiền khó bán. Nguyệt, em hãy đem con về bển ở với vú đi. Anh, sao anh lại nói như vậy? Anh muốn giết em hay sao chứ? Vận may chưa đến với anh, anh không thể nuôi em và con được. Nghe nó nói rõ chưa? Ẵm con đi. Đứa nào bắt cháu tao, tao chết chết. Dượng làm gì? Dượng muốn gì? Tôi làm thầy thuốc, còn giao sắc thuốc của tôi muốn trị kẻ nào ngang ngược. Chú ba, xin chú đừng dùng hạ sách. Xin thầy cho con được một lần đối mặt với thực tế và tự giải quyết chuyện tình cảm riêng. Ân oán nghĩa tình giữa những người thân, em Nguyệt ơi, xin em hãy gượng vui, hãy đặt niềm tin và kỳ vọng nơi anh. Em hãy tạm theo vú về sống bên nhà, chờ một ngày không xa anh và ba sẽ đến.
được em với con trở lại mà không ai có thể cấm ngăn mình. Nếu trọng điều nhân nghĩa thì em đâu phải dung ân. Mặc dù đọa đày hành hạ bao năm phải chịu nát tan đời con gái bà phận, bà rất tin chồng con luôn vững chí, giúp bà đời ân nợ và bảo vệ con trong cuộc sống yên lành. Má ơi sao má lại nỡ đành gieo khổ sầu cho cuộc đời của Nguyệt, khóc hận bao lần mà chưa mãn nguyện hay sao? Không sao đâu Hoa, nhất định tôi sẽ không để cho em Nguyệt khổ nữa đâu. Nhất định tôi sẽ thắng. Đúng, tao tin rằng thằng Thu sẽ chiến thắng. Chiến thắng? Bộ mấy người đang nằm mơ đó hả? Thật chứ không mơ đâu chị hai. Bọn con trẻ đáng thương, chúng đã khóc vì tánh tham lam độc ác của chị nhiều rồi. Bây giờ tôi dạy chúng không khóc nữa. Chúng con đang ngẩng cao đầu xông vào trận đời để giành lại quyền yêu và quyền sống. Chúng con nhịn nhục gì, chúng con trân trọng ơn bảo dưỡng của dì, chứ không phải đang đầu hàng và khuất phục cái quai quyền kịch cỡm lỗi thời của dì đâu. Sao mấy người đã đến lúc chị phải học hỏi và lắng nghe chứ đừng nói. Tôi cho chị biết, hãy tức nước thì dở bờ, mọi tội ác và sai lầm của chị đều phải trả giá bằng máu và nước mắt. Sao tôi không có sao trước gì hết? Thằng thi sĩ điên khùng này hứa sẽ dạy dì một bài học nhớ đời, cay như ớt, đắng như mật và chua như giấm. Bài học nhớ đời gì mà cay như ớt, đắng như mật và chua như giấm? Chừng nào dì nếm thì dì sẽ biết. Này Thu và Nguyệt, hãy đến gần đây nghe chú ba dặn. Thật không ba? Thật chứ, con là trái tim, là nhịp thở của ba mà. Còn anh, thật vậy không anh? Thật, thật như nụ hôn mà chúng ta đang trao đổi cho nhau. Cái gì? Mấy người bàn tính âm mưu gì đó mà nói nhỏ nhỏ không cho tôi nghe. Em đang nói về nhân quả ở đời. Đế quốc La Mã kia còn có lúc suy tàn, huống chi là chị. Ngu dốt, mong manh, nhỏ bé lắm. Quốc bài chị Sao Dưỡng đòi liễn quốc vào mặt tôi hả? Dưỡng hãy ở đây cho tôi. Ở đây má hàm gầy thì má hãy chạy theo đấu khẩu với Dưỡng ba đi. Con và Nguyệt ẩm cháu bé về trước đây. Nè trời má, sao mà tụi bay dám kình chống lại với tao hả? Trời má. Nguyệt con hãy ngồi ngay ngắn lại rồi nói chuyện với cậu đây cho nó vui. Làm gì mà phải quay mặt e thẹn, lại còn thêm chiếc khăn lụa che hờ, giống như mỹ nữ xứ 1001 đêm quá chừng à. Dạ, e thẹn là cử chỉ đẹp nhất của người đẹp đó bác. Vậy ha, cậu nói chuyện nghe hay quá à. Xin cô Nguyệt cho phép tôi được ca ngợi vẻ đẹp vô tả của cô. Tôi không hiểu người làm ra vũ trụ học ở trường nào mà có thể sáng tạo được một con người tuyệt sắc như cô. Cô đẹp quá. Tôi ân hận đã là một tín đồ thẩm mỹ mà không được hân hạnh chiêm ngưỡng hình ảnh của cô sớm hơn. Cậu quá khen. Con, sao con lạ vậy? Nè cậu hai đây là con một của ông ba chủ hãng xà bông con vịt cồ và nhiều khách sạn nhà hàng lớn ở thành phố này đó mà.
Xin lỗi, chẳng hay năm nay cậu được bao nhiêu tuổi? Dạ thưa, vừa tròn 30 chẳng. Trời ơi, cậu trẻ tuổi, đẹp trai mà còn lịch sự nữa. Dạ, cháu đã từng theo ba cháu đi du lịch khắp năm châu, nên cháu có được học qua nghi lễ hội hè và phép xã giao của người Tây Phương. Dạ, con Nguyệt của tôi á, nó cũng thích đi du lịch lắm mà cậu. Dạ, nếu cháu được là bạn đường của cô Nguyệt thì cháu sẽ đi đến cung trời cuối đất. Ôi, tôi nghĩ chuyện đó là chuyện đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà cậu. Cô Nguyệt à, những lời của tôi hẳn không làm cho cô phật ý chứ. Giọng nói của cậu nghe thật dễ yêu. Ồ, cô quá khen, thật quá sự mong ước của tôi. Cô có nói thật không cô Nguyệt? Thiệt, cái trẻ đẹp của cậu đã làm cho con gái tôi có nhiều thay đổi không ngờ. Cô Nguyệt à, xin hãy nghe đây, tiếng nói chân thành và lời thề của tim tôi. Đời tôi không mong gì hơn là được yêu và thật yêu trong sướng vui, trong hoạn nạn và cả trong giờ hấp hối. Cô không tin lời của tôi sao, cô Nguyệt? Im lặng tức là bằng lòng, là tình yêu đó mà cậu. Trên đời chuyện gì cũng cần phải được chứng minh bác à. Vậy để chứng mình lòng cháu yêu tha thiết, cháu xin tặng cô Nguyệt một món quà sơ kiến. Món quà đó chỉ là 10 triệu đồng thôi, để gọi là chút giao tình. Thôi cậu, tiền chơi bạc mà chi cho giảm giá trị tình yêu. Dạ rồi đây, cháu sẽ không ngần ngại đem cả sự nghiệp và hồn yêu đặt dưới chân người mộng diễm kiều, đẹp muôn đời muôn thuở muôn năm. Quá đẹp rồi sẽ tan nó cậu à, nhưng với cháu hoa không bao giờ tàn phai. Cảm ơn cậu, em sẽ sống, sẽ yêu, sẽ ở bên cậu đến hơi thở cuối cùng. Trời, chúng vô diện đại thế. Ôi, Nguyệt. Trời đất ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt. Sao mặt mày của con nó lở lét hết vậy nè Nguyệt ơi? Cái xe của tôi đâu rồi? Thôi, tôi có chuyện gấp phải đi. Bye bye. Sao vậy nè? Ông ơi, ông à, qua ơi qua. Trời ơi, ông Sáu ơi, ông Sáu. Nguyệt, em đã làm gì? Em đã dùng axit để tự hủy nhan sắc của em. Trời ơi, như vậy thì còn gì mặt mày à? Qua, con hãy đem nó đi nhà thương máu lên đi con. Không, con không đi đâu hết à. Nguyệt, chị xin em mà, chị gian em mà. Không, em không đi, em không cần sống nữa, em sẽ chết. Trời ơi, Nguyệt ơi, con hãy đi sớm để lành lặn mà trở về với chồng con của con. Đi con. Hết rồi chú à, lẽ ra con chỉ cần chết đi là hết khổ, nhưng con muốn làm như vậy là để vú tận mắt chứng kiến một sự thật tàn nhẫn của cuộc đời, sự giả dối của những kẻ nói yêu nói thương khi nhìn cái bề ngoài sáng đẹp của con, để rồi khi cái bề ngoài kia không còn nữa, cái sắc đẹp của con đã biến đi thì họ lại chạy đi như những tên thợ săn sợ một con thú rừng. Hình thù xấu xí vô cùng không đáng cho họ trổ tài đặt bẫy với buôn tên. Dũ ơi, đời con người ta có hiểu nhau mới thật yêu nhau, vậy sau khi con chết rồi dũ đừng gả bán chị
con quyết rồi mốt nọ mai kia chỉ con hương sắc phai tàn chờ đợi thưa vắng khách hàng chẳng ai người yêu thương. Em ơi, em hãy nghĩ đến chồng con mà bỏ đi ý định liều mình, dù đời đang chán đang buồn nhưng cũng còn có kẻ yêu ta. Dù con có oán ghét vú thì con cũng nên sống vì ba con. Ba con là một người cha đáng quý, ở tù vì tội. Sự thật đó con đã hiểu rồi vú à. Con đã hiểu thì con nên sống vì ba con. Nguyệt, con ba, tại sao ngay từ đầu hoặc khi vừa ra tù ba không nói rõ sự thật về ba má cho con nghe? Tốt người này thì xấu cho người kia, đằng nào thì con cũng đau tuổi. Cái quá khứ đáng buồn hãy để nó đi vào quên lãng đi con. Vậy mà từ bấy lâu nay con không săn sóc ba, con bỏ ba một mình trong quãng yêu trống lạnh. Hãy để ba đưa con đi bác sĩ. Ba ơi, đời con còn gì nữa mà đi, con muốn chết. Xin ba tha tội cho con. Con lại ba, xin ba tha tội bất hiếu cho con. Anh Thu ơi, đó, chị hãy gả bán nó đi. Chị bán mắt không được thì chị bán rẻ. Bán rẻ không được thì chị hãy cho không người ta. Còn nếu cho không người ta cũng không nhận thì chị hãy đem chôn sống nó đi. Chôn sống nó cho chị vừa lòng. Chị chôn sống nó đi cho cái nhãn hiệu trưởng giả cao sang của chị khỏi bị đứa con xấu xí làm dơ dáng phai. Chị ơi, tôi nhìn con tôi mà máu mắt muốn tuôn trào. Chị ơi, con nó là con người có quyền sống, có quyền yêu bằng tình cảm và trái tim, chứ nào phải đâu là một món hàng từ chợ sớm sáng chợ chiều mà chỉ phơi bày trước khách là cao sang để mặc cả xuống lên để không ngừng rao bán. Tôi biết tội của tôi rồi Dưỡng ơi. Con ơi, tất cả là do vú thương con mà. Nhờ bà thương nên nó mới ra nông nổi. Hương, ma ơi, con đau đớn cho loài người chỉ ôm nhau nói thương khi đất trời sụp đổ. Và làm khổ nhau bằng một cách ngu si khi trăng quá nở để dường đời. Nếu nguyệt nó đã hủy mạng thì còn ai cho má thương bằng miệng bằng lời. Má đã mạt sát cái thằng rể nghèo như chà đạp một cổng rác dưới chân. Má ơi, cái con người chứ nào phải con sò con ốc, sống nhờ cái vỏ chết vì cái vỏ. Mà má cần tạo ra cái vỏ để chờ ngày chết vì cái vỏ chẳng còn nguyên.
Má đã thấy ra, má ân hận lắm con à. Dượng ba, xin Dượng và con Nguyệt từ bi hỷ xã mà tha tội cho tôi. Người ta không thể giết người rồi xin lỗi sát chị. Tôi thương hại chị, lòng chị chỉ là con đường một chiều nhỏ hẹp tối tăm, không hiểu rằng đời con người ta cần phải có tiền, mà cũng cần phải có tình yêu và nhân nghĩa. Chị biết không, đời mà không tình thương, không nhân nghĩa, thì đời sẽ biến thành một sở rác vui tanh, một sở rác chỉ dành cho hạng người như chị, đem dùi dập những xác, những vỏ của trăm thứ hàng hóa, kể cả hàng hóa biết nói biết đi đã đến hồi vô dụng hết sai. Nguyệt cháu, cháu hãy đứng dậy đi, đừng nghĩ dại nữa. Cháu hãy sống vì ba cháu, chồng cháu, con cháu, chị cháu và Dưỡng cháu nữa. Dưỡng tuy là thằng Dưỡng sai không đáng kể, nhưng Dưỡng cũng đã từng yêu thương và dạy dỗ cháu từ thợ bé đến lớn khôn. Lúc nào Dưỡng cũng một lòng an ủi bình vực cháu những lúc tuổi đau. Cháu ơi, sóng gió đã qua, cuộc đời lại đẹp như ban đầu. Vậy cháu hãy vui lên, vui hơn cả ngày xưa, để xây lại mộng tình bên cạnh người chồng mà cháu đã yêu. Dượng ơi, cháu cũng muốn sống lắm, nhưng trời ơi, mà con rất đau đớn vì nghĩ đến cảnh không thể hầu hạ ba trong những ngày tuổi già sức yếu. Con cảm tội bất hiếu, một lần nữa xin ba tha tội cho con. Con Nguyệt, con Nguyệt ơi, Nguyệt, Nguyệt ơi, con định làm gì mà khóa cửa lại như vậy hả con? Mở ra đi con ơi. Nguyệt, Nguyệt, đừng làm vậy nha con. Nguyệt, trời đất ơi, trời ơi, mùi, trời ơi, mùi dầu nóng, chết rồi. Dượng, Dượng ơi, phá cửa đi Dượng ơi. Nguyệt, Nguyệt ơi, em đừng uống, đừng nghe em, anh đang gọi em đây, đừng bỏ anh, hãy mở cửa ra, Nguyệt. Không thể chần chờ, hãy phá cửa, nhanh lên. Phá cửa lẹ lên đi. Đừng, hãy để yên cho Nguyệt lấy lại tự chủ. Trời ơi là trời, chết con tôi rồi. Thôi bà im đi. Nguyệt ơi, nếu em chết thì anh và con cũng không sống nổi. Anh đang bồng con chờ em đây. Con nó nhớ em lắm, nó đang khát sữa, nó đang khóc đòi mẹ nè em. Anh Thu, em con Nguyệt, Nguyệt, đưa chị bồng cháu cho. Em đừng nghĩ đến sự thay đổi bên ngoài, dù em có thế nào, anh vẫn yêu em mà. Vũ sẽ bán nhà cho con đi nằm nhà thương và làm vốn mần ăn. Vũ sẽ tu tâm sửa tánh, không còn như trước nữa đâu Nguyệt à. Má ơi, mình mở tiệm buôn bán sách vở học trò nghe má. Lập tiệm thuốc nha má.
các con hỏi ý kiến của Dượng và ba các con kìa. Dữ không? Phải hồi trước bà nói cái giọng này thì tôi đâu có sai. Mà sai cái kiểu bò bảy món chứ. Nguyệt con đừng có buồn nữa. Con hãy vui lên đi, để mừng cho vú con biết hối hận ăn năn trước hành động bao bạo của con. Dù mắt mày con giờ đây trông mà còn đẹp phấn đẹp son. Em ơi khóa học ngày nay có thể làm đẹp lại dễ dàng, những gương mặt nếp thấm phai tàn hoặc mang dơ tích gì nạn tay. Ở đời chỉ sợ lòng người xấu mới không biết làm sao sửa trị cho tất cả những gì bên ngoài đều có thể đổi thay. Dưỡng à, kể từ giờ này tôi sẽ nhậu ấy quên bỏ nhậu để mừng cho gia đình hòa vui, mừng cho chú rể nghèo mạt nghiệp nhưng là một tỷ phú tình thương. Nói gì thì nói, mình phải lo chữa trị vết thương cho con Nguyệt đã. Đây là những vị thuốc mà tôi tìm thấy đã được đâm nát nhừ để hòa với giấm. Thuốc phương ngoại này mà phun lên mặt con Nguyệt thì dầu nóng rát 10 phần sẽ hết 7-8. Để tôi hại nhân thì phải cứu người. Tốt, tôi đã quậy điều hợp chất, chị hãy hớp cho thật đầy miệng rồi phun nhẹ lên vết thương của con Nguyệt. Ừ, để tôi. Xúc miệng chưa? Cái già vô duyên, để làm nhẹ tội tình, dẫu cho than hồng dầu sôi tôi cũng không có ngán nữa. Đưa tôi hớp đầy miệng rồi phun nhẹ lên vết thương phải không Dượng? Đúng. Rồi được rồi, tôi hành sự đây. Chết tôi rồi à. Thuốc phương ngoại gì mà vừa cay vừa chua vừa thân, khiến tôi muốn rụng răng cháy cổ và nổ ông ra 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 thấy ba bôi bảy ông trời luôn rồi. Trời ơi, thấy gì còn cười nữa. Trời đất ơi, tại sao vậy? Xin giới thiệu với má, màn kịch vừa rồi là của kịch tác gia Hoài Thu, đạo diễn Ba Hiền, phó đạo diễn Như Hoa, cố vấn Sáu Sĩ, trời ơi, đạo cụ Hoàng Quý, trời chính ơi là con. Trời ơi, sao thì ra tổ cha mày, tao phải trị cái thằng quỷ con trước rồi tính sổ với người khác sao? Mày đứng lại chưa? Quý, đứng lại cho tao đánh mày chưa? Đứng lại. Chị còn đuôi hay đã sắc mắt mà không thấy được tài giết kịch của thằng rể mình? Không, đến đi. Cười miệng vô duyên. Hay là hay thì cũng có hay, nhưng mà sao? Nó hư cấu sao mà giống thị quá chừng à, khiến tôi tới bây giờ còn run còn sợ cho con. Tôi giả vô mỏ ông bây giờ nghe, đừng nó đưa cái hàm răng nào của ông vô mặt tôi hoài nha. Dữ Nguyệt con. Nhà mình vui quá, em mừng cho chị Hoa, chị Nguyệt và anh Thu nữa. Còn ba với Dượng chi con? Quý. Bà con Hoa. Trời ơi, bây giờ tôi thèm hôn bà quá. Trời ơi, nó bị sướng cái ông mày à. Trời ơi. Tình xuân dâng mãi thắm như hoa hồng, lòng xuân chan chứa dưới bao mộng ước. Tình yêu
lặng thơ, dân dương người mơ bao đêm trắng dài nỗi nhớ. Mời nước dẫn sáng dần đêm, điểm tô chuyên tình đẹp dạng mơ tối xuân. Mời nước dẫn sáng dần đẹp, điểm tô chuyên tình đẹp dạng mơ tuổi xuân.